Chương 11 11. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Quang Thịnh cười nói. Hàng năm đều có bao nhiêu người mới diễn vai nữ chính đâu. Này vài cái hạng mục, không bằng ngươi trước mang về nhìn xem, có vừa liền nói với ta. Mặt khác, thời thượng tài nguyên ta cũng sẽ tìm nhân mau chóng an bày. Phương diện khác, tỉ như có cái gì tưởng thượng tống nghệ, ngươi cũng có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ phái người tận lực đi trao đổi bàn bạc. Đỗ Vãn Vãn phù ngạch, bất đắc dĩ nói. Quan tổng, thật sự không cần. Cảm tạ ngài hảo ý, nhưng ta chỉ tưởng kẻ chạy cờ. Cái này biến thành Quang Thịnh. Quang Thịnh tươi cười thân thiết. Vãn Vãn a, ngươi không có diễn quá chủ yếu nhân vật, có thể thử một lần. Quan tổng, ta thật sự thích diễn trò phân không nặng nhân vật, mặt khác lời nói. Ta không có gì giả tâm, thầm nghĩ làm tự do tự tại tiểu diễn viên. Đây đều là Đỗ Vãn Vãn lời thật lòng, và vị cùng danh khí thành có quan hệ trực tiếp, nàng không nghĩ sinh hoạt tại đèn flash hạ. Đỗ Vãn Vãn theo Quang Thịnh văn phòng xuất ra, Mai Tuyên lập tức đem nàng kéo đến góc xó, thần sắc khẩn trương hỏi. Quan tổng tìm ngươi làm cái gì? Đỗ Vãn Vãn ăn nói bừa bãi. Không có gì, sẽ theo liền tìm ta nói chuyện phím, về công ty lý niệm linh tinh. Mai Tuyên ôm cánh tay, bể nghệ nói. Khi ngươi nói một chút, quan tổng với ngươi nói nào lý niệm? Đỗ Vãn Vãn. Nàng loan loan khóe môi, nói. Được rồi, kỳ thực quan tổng đem công ty năm nay muốn chụp mấy bộ diễn bãi ở trước mặt ta, làm cho ta tùy tiện chọn, tùy tiện diễn. Mai Tuyên nhất thời nở nụ cười, bấm tay gõ gõ Đỗ Vãn Vãn tiểu ót. Nằm mơ đâu, mau tỉnh lại. Đỗ Vãn Vãn lộ ra một cái vô tội ánh mắt. Mai Tuyên. Tốt lắm, không muốn nói ta cũng bức không được ngươi. Chỉ là Vãn Vãn, Quang Thịnh bên kia ngươi tận lực tránh xa một chút, đừng bị của hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa phân không rõ đông nam tây bắc, hiểu chưa? Nguyên lai, Mai Di như trước là đang lo lắng nàng sẽ bị Quang Thịnh đùa bỡn. Đỗ Vãn Vãn bật cười, ôm lấy Mai Tuyên cánh tay làm nũng. Ta cùng hắn trong lúc đó thực không có việc gì, ta làm sao giấu giếm ngươi nha. Mai Tuyên bán tính bán nghi, đánh giá nàng nửa ngày, thở dài. Mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta, ta không thể cô phụ của nàng tín nhiệm. Vãn Vãn, ta cuối cùng sẽ không hại ngươi. Đỗ Vãn Vãn hốc mắt nóng lên, cười nói. Biết, ta về sau hội tận lực tránh đi quan tổng. Đỗ Vãn Vãn đánh cái điện thoại đến Thẩm lão gia tử chỗ kia, nói công tác trong người đêm nay liền không quay về. Thẩm lão gia tử cười nói. Không quan trọng, quay phim chụp lại trễ, đều muốn hảo hảo nghỉ ngơi nha. Đỗ Vãn Vãn cười đáp lại, không dám đem bản thân đêm nay là muốn phó bữa ăn sự tình giao cho đi ra ngoài. 9 giờ tối, ôm Đức Mổ Hào Đình khách sạn lớn. Đỗ Vãn Vãn ở Mai Tuyên yêu cầu hạ, mặc một cái màu trắng con tầm ti thu thắt lưng áo đầm. Tuyết phu hoa mạo, kiểu như minh nguyệt. Trừ bỏ Đỗ Vãn Vãn cùng Mai Tuyên ngoại, đồng hành còn có Tinh Duyệt kỳ hạ xuất đạo 2-3 năm hai cái nữ nghệ nhân. Mà đến ghế lô, Đỗ Vãn Vãn mới phát hiện trên bàn đã ngồi không ít khác công ty nam nữ nghệ nhân. Mai Tuyên thân thiện cùng bên cạnh người này vài vị nó công ty người đại diện, nghệ nhân hàng huyên. Lục tục lại tới nửa vài người. Không lâu, ghế lô gỗ liên môn lại một lần nữa mở ra, một cái sơ Âu Mỹ đại lưng đầu trẻ tuổi nam nhân đi lại trầm ổn đi vào đến. Trong ghế lô mọi người nhất thời đứng dậy đón chào, ào ào nói. Tiểu Vương tổng. Vương Tứ Nam hai tay ép xuống, thân thiết nói. Đều tọa, đều tọa. Vương Tứ Nam ánh mắt tùy ý nhìn quét một vòng, xẹt qua Đỗ Vãn Vãn sau, lại lần nữa quét trở về, ở trên người nàng lạc định, mâu trung hiện lên một tia kinh diễm. Mai Tuyên thấy thế, lúc này tiến lên hai bước, nghiêng người cười giới thiệu nói. Tiểu Vương tổng, này là chúng ta Tinh Duyệt nghệ nhân, Đỗ Vãn Vãn. Vương Tứ Nam mi phong hơi nhíu, đi đến Đỗ Vãn Vãn trước mặt. Đỗ Vãn Vãn ở Mai Tuyên ánh mắt hạ, lộ ra một cái lễ phép tươi cười. Vương tổng, ngài hảo. Trong ánh mắt hắn cận có thưởng thức, cũng không lỗ mãn chi ý. Đỗ Vãn Vãn nghĩ rằng, người này quả nhiên cùng Mai Di nói được giống nhau, ít nhất thoạt nhìn là cái chính nhân quân tử. Ân, nhĩ hảo. Vương Tứ Nam đầy hứng thú hỏi. Đúng rồi, gọi là gì ấy nhỉ? Vừa rồi kia bỗng chốc không nghe rõ. Đỗ Vãn Vãn, Đỗ Phủ Đỗ, Muộn Thiên Dục Tuyết Trễ. Vương Tứ Nam gật gật đầu, nghĩ rằng tên này tựa hồ có chút quen tai a. 3 giây sau, Vương Tứ Nam trợn to hốc mắt. Cái gì? Ngươi đặt sao gọi cái gì? Đỗ Vãn Vãn lại thuật lại một lần. Vương Tứ Nam ổn định biểu cảm, giống như lơ đãng nói. Tên không sai, tốt nghiệp sao? Đại Tam. Vương Tứ Nam rút trừ khóe miệng, thầm than thế giới này cũng thật tiểu. Hắn nhàn nhạt tân một tiếng, an vị đến chủ vị thượng. Bên cạnh nhất nữ nghệ nhân Tề Mi lộng nhãn nhẹ giọng nói. Vãn Vãn, chúc mừng. Đỗ Vãn Vãn nở nụ cười. Nói như thế nào hai câu nói đã làm cho bị chúc mừng. Trận này bữa ăn không khí hòa thuận, hết thảy bình tĩnh, cơ bản không có người khuyên rượu. Mai Tuyên mang theo mặt khác hai cái nữ nghệ nhân vây quanh ở Vương Tứ Nam quanh thân kính rượu, tự hồ cố ý vô tình đem Đỗ Vãn Vãn đặt tại góc. Trên đường, Vương Tứ Nam đi ra ngoài thấu cái khí, ở ca vài cái vi tính đàn lý phát nói. Ta gặp được A Việt trên danh nghĩa phu nhân, Đỗ Vãn Vãn là đi. Ở ta trên bàn tiếp rượu đâu. Bộ dạng rất đáng yêu, Nga không đúng, tính là phi thường đáng yêu. Chu Thân lập tức toát ra đến. Thật vậy chăng? Ta còn chưa thấy qua đâu, có hay không ảnh chụp? Đến một trương. Vương Tứ Nam. Không, tìm A Việt muốn đi. Thẩm Tư Việt, Chu Thân. Không đồ ngươi nói cái trứng. Bữa ăn tiến hành đến một nửa, Đỗ Vãn Vãn di động chấn động đứng lên, điện báo biểu hiện, S. Đây là nàng cấp Thẩm Tư Việt ghi chú. Đỗ Vãn Vãn ấn điệu điện báo, đang muốn cho hắn hồi cái tin nhắn, của hắn thứ hai gọi điện thoại giống trống khua chiên vào được. Vừa rồi chúc mừng của nàng cái kia nữ nghệ nhân giảo hoạt cười, hỏi. Bạn trai tra đồi. Đỗ Vãn Vãn nhợt nhạt cười, xem như cam chịu. Nàng lại ấn điệu điện thoại, lúc này hắn nhưng là không lại gọi tới. Nàng thuận lợi biên tập hoàn tin nhắn phát ra đi. Ta tạm thời không có phương tiện tiếp điện thoại, ngượng ngùng a. Hắn dây hồi, lời ít mà ý nhiều. Tiếp rõ ràng chỉ có một tự, lại mang theo không tha kháng cự lãnh. Đỗ Vãn Vãn trong đầu hiện ra hắn kia trương bất cẩu ngôn tiếu anh tuyển khuôn mặt. Hắn không là ở Bắc Kinh đi công tác sao? Vì sao đột nhiên gọi điện thoại đi lại? Chẳng lẽ hồi thành phố hát? Nhưng là liền tính hắn hồi thành phố hát, này buổi tối khuya, làm chi cho nàng gọi điện thoại. Di động lại một lần nữa nhảy ra điện biểu hiện trang web, chấn động đứng lên. Đỗ Vãn Vãn nương đi toilet cớ ra ghế lô, nàng vừa ra tới, lúc trước vị kia nữ nghệ nhân liền theo xuất ra. Cùng nhau a. Đỗ Vãn Vãn đành phải quơ chấn động không thôi di động, loan môi nói. Tra đồi. Kia nữ nghệ nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, vỗ vỗ nàng bờ vai, dùng một loại ta đều là vì tốt cho ngươi, ngữ khí khuyên nhủ. Sớm một chút phân thôi. Đỗ Vãn Vãn. Nữ nghệ nhân cười nói. Ngươi đừng như vậy xem ta, sớm muộn gì chuyện. Đỗ Vãn Vãn không biết nên nói cái gì hảo, vì thế liền mỉm cười. Đỗ Vãn Vãn một đường đi Tây vừa đi, điện thoại của hắn một người tiếp một người ngay cả mệnh côn. Nàng nhanh hơn bước chân, thượng không người ban công. Đè xuống tiếp nghe kiện, uy. Nam nhân thanh âm trầm thấp nghiêm nghị. Ở đâu, ta nhường Trịnh Hằng đi tiếp ngươi. Nói chuyện điện thoại xong sau, Thẩm Tư Việt nhéo nhéo mi tâm, cùng bên cạnh người trợ lý nói. Đính nhanh nhất chuyến bay. Minh biết rõ nàng bên kia sẽ không ra sự tình gì, nhưng nhân một khi động tình, liền trở nên lo được lo mất đứng lên. Cùng với, khẩn cấp muốn nhìn đến tiểu cô nương kia trương nải bạch mặt. Thẩm Tư Việt nhắm mắt lại. Xem ra, quả thật đến nên cùng lão gia tử ngã bài lúc. Trợ lý Chu Gia Vĩ liếc mắt một cái hiểu rõ, cười nói. Ngài có tâm sự. Thẩm Tư Việt đè thái dương, phân phó hắn. Hoàng giáo sư bên kia nhường Chu Độ Thành thỉnh Bắc Đại Mã Thế Lan giáo sư ra mặt làm người trung gian, thừa lại, Chu Độ Thành nếu còn trị không được, liền nói với hắn vị trí này nên thay đổi người. Lần này hợp tác không chỉ có là Bắc Hàn nghiên cứu khoa học thực tiễn tướng kết hợp điển phạm, cũng là Hoàng Vũ đề cập hàng không lĩnh vực nùng mặt màu đậm nhất bút, hoàn toàn có thể đạt thành song thắng cục diện. Chu Gia Vĩ. Chu Tổng ở Hoàng Vũ 15 năm, thật muốn nói như vậy. Thẩm Tư Việt thản nhiên nói. Dùng hiền nhậm có thể, điểm ấy việc nhỏ đều trị không được, ta xem hắn là vô tư lâu lắm. Kỳ thực, Hắn lần này đi lại chủ yếu thị sát phân công ty cụ thể đưa vào hoạt động tình huống, đương nhiên, đại bộ phận nguyên nhân là vì tạm thời tránh né Đỗ Vãn Vãn. Phân công ty hạng mục tranh chấp phương diện, thực tại không cần phải hắn chuyên môn đi một chuyến. Chu Gia Vĩ hỏi. Việc này, chủ tịch hỏi đến nên nói như thế nào? Chu Gia Vĩ cùng Trịnh Hằng giống nhau, tuy rằng ban đầu đều là từ Thẩm lão gia tử sai khiến đến Thẩm Tư Việt bên người, nhưng năm này tháng nọ xuống dưới, hai người vô không ngoại lệ trở thành Thẩm Tư Việt tâm phúc. Không cần phải nói. Thẩm Tư Việt xem mắt di động màn hình, vi tính đàn Lý Vương Tứ Nam cùng Chu Thân chuyện này đối với nói thật sự là chướng mắt. Lão gia tử trong lòng rõ ràng thật sự. Hắn rốt cuộc vẫn là xúc động, manh mối liên tiếp bại lộ xuất ra. Bất quá vô phương, hắn cũng không tưởng lại che đậy, dứt khoát nói rõ ràng. Tác giả có chuyện muốn nói. Vương Tứ Nam. Kinh không sợ hãi hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Thẩm gia gia. Lão nhân gia trong lòng khổ quy a quy, văn danh hảo nan thủ nha, một cái đi ngang qua tiểu tác giả để lại không có văn hóa nước mắt quy a quy chúng ta Vãn Vãn muốn vào ở Thẩm bốt tư nhân oa oa. Chương 12. 12. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Trịnh Hằng là khai bản thân xe đến, một chiếc màu đen Audi A6. Đỗ Vãn Vãn ngồi trên phó điều khiển, hỏi. Thẩm Tư Việt đã trở lại. Cũng là ngươi không có cùng hắn một chỗ đi công tác. Trịnh Hằng cười nói. Ta là cuộc sống trợ lý, lần này Bồi lão bản đi Bắc Kinh là tổng tài hành chính trợ lý Chu Gia Vĩ. Đơn giản mà nói, hắn tổng quản trên công tác chuyện, ta quản trong sinh hoạt việc vặt vãnh nhi. Cuối tuần ban đêm tình hình giao thông tốt, Trịnh Hằng khai ra quanh hồ lộ, vòng vào Giải Phóng lộ. Hắn cười nói. Đỗ tiểu thư, ngài thích hợp mặc đồ trắng sắc, thật là đẹp mắt. Nói là tự đáy lòng, đều không phải xuất phát từ khen tặng. Đỗ Vãn Vãn loan môi nói lời cảm tạ. Hắn nói tiếp. Lão bản giống như rất tức giận, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài đã làm gì sao? Đỗ Vãn Vãn liễm mục. Bữa ăn rượu cục linh tinh, công tác nhu cầu, đều là bình thường. Nhưng nàng thật không ngờ hắn sẽ tức giận. Cũng đúng, Thẩm gia nàng dâu, lấy loại này hình thức đi ra ngoài giao tế, quả thật có chút không ổn làm. Trịnh Hằng giỏi về sát ngôn quan sát, lập tức thoải mái mà cười nói. Ai, không có chuyện gì, ta liền tùy tiện hỏi, ngài không nghĩ đề, chúng ta đừng nói này ra nhi. Hắn nói hai cái hài hước tiểu chê cười, Đỗ Vãn Vãn thật nể tình bị đậu nở nụ cười. Xe từ giữa sông lộ quải nhập Vọng Giang lộ, một đường hướng đông. Đỗ Vãn Vãn nhận ra này không là vừa không là khai hướng Thẩm gia phương hướng, cũng không phải khai đi nhà nàng lộ. Trịnh đặc trợ, ngươi có phải không phải khai sai lầm rồi? Trịnh Hằng cười nói. Lão bản nói đưa ngài đi ánh mặt trời bờ biển, lão bản ở nơi đó có một bộ tư nhân nơi. Đỗ Vãn Vãn. Nha. Nàng quay đầu, ghé vào trên cửa sổ xe xem phố cảnh, đột nhiên quay đầu hỏi Trịnh Hằng. Không đúng a, ta đi ánh mặt trời bờ biển làm chi? Trịnh Hằng trên mặt lộ vẻ sung sướng tươi cười, nói. Nếu không ngài gọi điện thoại hỏi một câu ta lão bản. Lời này ý tứ chính là Thẩm Tư Việt làm cho hắn mang Đỗ Vãn Vãn đi ánh mặt trời bờ biển nhà trọ. Đỗ Vãn Vãn lại, nha, một tiếng, quay đầu lại xem cảnh đêm. Tứ thất nhị thính phòng ở, còn mang theo một cái bảo mẫu phòng. Trang hoàng là lãnh đạm đơn giản rõ ràng màu lót, sạch sẽ, khắp nơi lộ ra nam tính hóa đơn độc điều, nhưng cũng không mất mỹ cảm. Đỗ Vãn Vãn táp lưỡi. Này thật lớn nha. Trịnh Hằng khẽ cười nói. 360 bình. Kéo ra cửa sổ sát đất chá cô sát rèm cửa sổ, tiền đường gian phồn hoa bóng đêm ánh đập vào đáy mắt. Trịnh Hằng nói. Lão bản không vui phòng trong có khách nhân, cho nên thỉnh a di không được gia. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn đồ uống, quầy rượu cũng có thể tùy tiện lấy. A di ngày mai buổi sáng liền sẽ tới nấu cơm. Đỗ Vãn Vãn tỉnh mê gật đầu, hỏi. Ta đây ngủ kia một gian. Trịnh Hằng bị nàng bộ này bộ dáng manh đến, chịu đựng sờ nàng lông xù tiểu đầu xúc động, cười nói. Ngài muốn ngủ kia gian liền ngủ kia gian, đều có thể, bao gồm phòng ngủ chính. Đỗ Vãn Vãn nghĩ, hỏi hắn. Ta liền đêm nay ngủ nơi này, vẫn là ngủ vài ngày. Ta lão bản ngày mai sẽ trở lại, Đỗ tiểu thư giáp mặt hỏi hắn đi. Trịnh Hằng lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, nói. Ngày đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai khả năng hội có một chút khổ sở. À. Đỗ Vãn Vãn do dự mà hỏi. Khổ sở. Trịnh Hằng đầu cho nàng một cái, ngươi làm cái gì, bản thân trong lòng không điểm 13 sổ sao ánh mắt, mang theo 3 phần đồng tình cùng 5 phần vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Vãn Vãn. Trịnh Hằng trước khi đi, bỏ thêm Đỗ Vãn Vãn vi tính. Trịnh Hằng đi rồi, Đỗ Vãn Vãn ngồi xếp bằng ngồi ở rơi xuống đất cửa sổ kính tiền, chụp gian cảnh cấp Trịnh Chỉ Linh xem. A, ta rốt cuộc cảm nhận được kẻ có tiền lạc thú, tặc thích. A, Thẩm Tư Việt khi nào thì theo ta ly hôn, ngươi nói hắn có không có khả năng đem này gian nhà phân cho ta nha. Trịnh Chỉ Linh trước đi theo nàng a một trận, sau đó nói. Ngươi cho là kẻ có tiền đều là ngốc sao? Nàng lại rút về những lời này, phát nói. Ngươi cho là kẻ có tiền đều với ngươi giống nhau ngốc sao? Đỗ Vãn Vãn. Vốn nghĩ, nếu ly hôn tài sản phân cách thời điểm, hắn đem này phòng ở cho ta, ta liền bán mang ngươi đi nghe Hồng Ngoạn Nam quan hệ xã hội quy. Đây là giữa hai người theo trung học bắt đầu nói đùa, thường xuyên nói, một người phát đạt, liền mang tên còn lại đi Nhật Bản thể nghiệm nam quan hệ xã hội phục vụ. Trịnh Chỉ Linh đùa nói. Nếu không chúng ta mưu tài sát hại tính mệnh đi. Đỗ Vãn Vãn. Mở ra, hình pháp, kiếm bộn tiền. Ta phụ trách trong cửa, ngươi phụ trách xử lý hắn. Trịnh Chỉ Linh. Ta phụ trách trong cửa, ngươi phụ trách can hắn. Đỗ Vãn Vãn. Trịnh Chỉ Linh. Ngượng ngùng, thiếu đánh một cái điệu tự. Đỗ Vãn Vãn cùng nàng bần một trận nhi sau, tiến phòng tắm tắm rửa. Nàng đang làm ẩm chia lìa khu trí vật trong quầy buông tay cơ. Ngăn tủ thượng bãi một bộ hồng nhạt dục bào. Đỗ Vãn Vãn nghĩ rằng, không biết hắn có phải không phải thường xuyên mang bạn gái tới nơi này. Đỗ Vãn Vãn ở Thẩm Tư Việt trước mặt hướng đến cẩn thận chặt chẽ, bởi vậy tắm rửa xong sau không dám vào phòng ngủ chính, mà là ngủ gian hướng nam thứ nằm. Nàng ghé vào trên giường lớn tiếp tục cùng Trịnh Chỉ Linh tán gẫu. Đúng rồi, ta đêm nay tham gia cái bữa ăn, Thẩm Tư Việt trực tiếp phái người đi lại đem ta đưa đến hắn nhà trọ. Ngươi nói, hắn có phải không phải tức giận? Trịnh Chỉ Linh. Công ty bữa ăn vẫn là kịch tổ. Đỗ Vãn Vãn. Một cái điện ảnh công ty Phú Nhị Đại Thái Tử gia cục cảnh sát, ta bị Mai Di kéo qua đi. Trịnh Chỉ Linh phát đến mấy trương hoảng sợ biểu cảm, nói. Ngươi đi ra ngoài tiếp rượu bị Thẩm Tư Việt bắt đến. Đỗ Vãn Vãn. Đỗ Vãn Vãn. Trịnh Chỉ Linh đồng học, ngươi nói không cần nói khó nghe như vậy. Trịnh Chỉ Linh. Khi ngươi nói một chút, chẳng lẽ ngươi không phải đi tiếp rượu? Đỗ Vãn Vãn. Đỗ Vãn Vãn. Việc này có phải không phải rất nghiêm trọng? Trịnh Chỉ Linh. Vô nghĩa, ngươi một cái hỗn vòng giải trí, điểm ấy còn Linh không rõ. Đỗ Vãn Vãn. Tác Trịnh Chỉ Linh hù dọa nàng. Ngươi này không riêng gì rơi xuống nhà chồng cùng nhà mẹ để thể diện, càng là khiêu chiến Thẩm Tư Việt làm ngươi trượng phu quyền uy a, hắn không thích ngươi, lúc này khẳng định sẽ đem ngươi vào chỗ chết chỉnh. Đỗ Vãn Vãn. Không là ngươi nói với ta, hiện tại là pháp trị xã hội sao? Trịnh Chỉ Linh. Ngươi chuyện này, thuộc loại đạo đức phạm trù. Ta muốn là ngươi lão công, ta đều muốn chỉnh tử ngươi. Đỗ Vãn Vãn nắm chặt tiểu chăn. Trịnh Chỉ Linh tiếp theo phát nói. Rất nghĩ xem chúng ta đáng yêu Vãn Vãn ở trên giường run run bộ dáng, tinh tinh mắt, Đỗ Vãn Vãn lại một lần nữa trở về một đống dấu chấm hỏi. Bởi vì Trịnh Chỉ Linh đe dọa, Đỗ Vãn Vãn một đêm không ngủ hảo. Ngày kế 10 điểm, nàng đỉnh giày đặt mắt thâm quần đi ra phòng ngủ. Phòng bếp có A Di ở làm cơm trưa, vừa thấy đến nàng liền cười nói. Phu nhân đứng lên. Đỗ Vãn Vãn đối này xưng hô có chút không quá thói quen, cười lên tiếng, hỏi. A Di thế nào xưng hô? Ta họ Chu. Chu A Di vừa nói, một bên cấp Đỗ Vãn Vãn thịnh một chén ngũ cốc cháo, phu nhân trước dùng điểm tâm đi, tiên sinh hôm nay giữa trưa trễ chút thời điểm mới có thể về nhà. Thẩm Tư Việt là buổi sáng 8 giờ rưỡi chuyến bay, không đến 12 điểm liền đến ở tiền đường Giang Phồn Vinh khu nhà trọ. Chu A Di chào hỏi qua, trước hết đi rồi. Đỗ Vãn Vãn đã thay phòng giữ quần áo nhất kiện màu lam in hoa váy, xinh đẹp đứng ở cửa vào chỗ, hỏi hắn. Ngươi muốn trước tắm rửa vẫn là ăn trước cơm trưa. Thần sắc của nàng, ngữ khí tứ bình bát ổn, nhưng mà con mắt sáng lơ đãng biểu lộ sợ hãi cảm xúc. Như chấn kinh lộc. Thẩm Tư Việt mi phong một điều, tuấn lãng trên mặt làm người ta nhìn không ra hỉ giận. Hắn hỏi. Đói bụng sao? Đỗ Vãn Vãn. Ta mới ăn qua điểm tâm. Thẩm Tư Việt thản nhiên nói. Ân, kia theo giúp ta ăn đi. Hắn cởi màu lam đậm áo khoác, lộ ra bên trong đồng sắc hệ cót xếp cùng áo trong. Rộng thắt lưng hẹp, cấm dục mê hoặc cảm đập vào mặt mà đến. Đỗ Vãn Vãn vội vàng dời tầm mắt. Qua, vì sao có chút tưởng. Gục hắn, hảo hổ thẹn oa. Nàng không khỏi đỏ mặt. Thẩm Tư Việt đi vào hai bước, trầm thấp từ tính tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên. Buổi sáng ăn anh đào. A. Thẩm Tư Việt cười nhẹ. Bằng không mặt thế nào đều hồng thành anh đào. Đỗ Vãn Vãn mặt càng đỏ hơn. Đỗ Vãn Vãn cuống quýt xoay người, ta đây đi giúp ngươi thịnh cơm. Hắn cánh tay dài mở ra, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm vào lòng. Đỗ Vãn Vãn giật nảy mình. Nàng cảm giác được bản thân cái óc kề sát hắn rắn chắc ngực, nhất thời đại khí cũng không dám ra. Thẩm Tư Việt trầm thấp thuần hậu tiếng nói vang lên. Tối hôm qua chuyện, không giải thích. Đỗ Vãn Vãn, ta không là cái rộng rãi bạn lữ. Hắn đem đầu mai đến của nàng cần cổ, ta ghen tị. Nam nhân nóng rực hô hấp cơ hồ dán tại da thịt thượng, lành lạnh hơi thở phảng phất là đông ban đêm u lãnh huỳnh hỏa. Ở lãnh nóng trong lúc đó, kiều diễm giao hòa. Đỗ Vãn Vãn khẩn trương cả người đều cứng lại rồi. Nam nhân thấp giọng. Ân. Đỗ Vãn Vãn cả kinh, Nguyễn Nhu tiếng nói trở nên càng thêm mềm mại. Ngươi. Hắn ôn nhu hôn tiểu cô nương trắng nõn nhẵn nhụi cổ da thịt, cảm nhận được của nàng run rẩy. Hắn chậm đợi nàng cần nói ra miệng lời nói, đáy lòng mềm yếu, nhu tình như nước. Đỗ Vãn Vãn nhân hắn này nhất thân, e lệ một hồi lâu, mới đem lời tiếp tục nói xong. Ngươi có phải không phải? Chàng hư đầu. Tác giả có chuyện muốn nói. Đỗ Vãn Vãn. Qua, hắn hôm nay không bình thường ai. Thẩm Tư Việt. Nói thêm nữa một câu, không thể miêu tả tử ngươi. Chương 13. 13. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thẩm Tư Việt mị ánh mắt, Đỗ Vãn Vãn sâu sắc cảm nhận được trên người hắn đằng khởi một cổ nguy hiểm hơi thở. Nàng vội hỏi. Ta chàng hư đầu, là ta chàng hỏng rồi. Hắn cúi đầu nở nụ cười một tiếng, âm cúi mang theo dễ nghe lười nhác, tiểu túng bao. Đỗ Vãn Vãn cả người đều bị hắn trêu chọc không tốt, nàng theo trong lòng hắn giãy giụa xuất ra, ta đi cho ngươi thịnh cơm. Thẩm Tư Việt tùng rảnh tay, bên môi độ cong càng loan. Đỗ Vãn Vãn thịnh hai chén cơm. Của hắn kia bát tràn đầy, xếp thành đồng thoại chuyện xưa độ cao. Mà nàng kia bát, chỉ có một đĩa. Thẩm Tư Việt ánh mắt dừng ở nàng trong chén thời điểm, Đỗ Vãn Vãn giải thích nói. Ta ăn xong điểm tâm không bao lâu, không quá đói. Hắn cười nói. Phải không? Ta nghĩ đến ngươi ở giảm béo. Đỗ Vãn Vãn cúi đầu gắp căn rau xanh, lẩm bẩm nói. Kỳ thực ta không tính béo, không cần thiết giảm béo. Thẩm Tư Việt buồn cười nhéo mi tâm, xem mệt mỏi tiểu cô nương, nói. Ta không có nói ngươi béo, rất gầy. Trên bàn cơm, Thẩm Tư Việt cho nàng lột chỉ tôm. Đỗ Vãn Vãn nói lời cảm tạ sau bổ sung thêm. Ta bản thân đến là tốt rồi. Hắn đem trắng nõn ngón tay thon dài lau sạch sẽ, tầm mắt ở nàng mắt bộ lưu lại một lát, thân thiết nói. Tối hôm qua không ngủ hảo. Đỗ Vãn Vãn gật đầu. Hắn tiếp tục hỏi. Bởi vì có tâm sự. Đỗ Vãn Vãn lại lần nữa gật đầu. Hắn đào hầm. Suy nghĩ ta. Đỗ Vãn Vãn vừa định gật đầu, trong phút chốc phản ứng đi lại, vùi đầu ăn cơm, ký không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thẩm Tư Việt từ tính nở nụ cười một tiếng, truy vấn. Thế nào không nói chuyện? Đỗ Vãn Vãn thẳng khởi thắt lưng, đoan trang đáp. Thực không nói, tẩm không nói. Hắn hỏi. Phu nhân đây là đang giáo dục ta. Đỗ Vãn Vãn vội vàng lắc đầu như trống bỏi, ta tự xét. Sau khi ăn xong, Đỗ Vãn Vãn đem bát đũa bàn ăn lấy tiếng phòng bếp, đổ bỏ tàn canh lạnh chích sau để vào máy rửa bát. Thẩm Tư Việt vãn khởi áo trong tay áo lau cái bàn. của hắn lồng ngực ấm áp, phảng phất thật sự có da cảm giác. Đỗ Vãn Vãn theo phòng bếp lúc đi ra, gặp bàn ăn sạch sẽ, có một lát sợ sệt. Nàng đi đến phòng khách, Thẩm Tư Việt chính ngồi trên sofa xem văn kiện. Đỗ Vãn Vãn hỏi hắn: "Ngươi muốn tắm rửa sao?" Thẩm Tư Việt nâng lên hẹp dài hoa đào mắt, khẽ vuốt cằm. "Đỗ Vãn Vãn, vừa cơm nước xong tốt nhất không cần tắm rửa, chờ nửa giờ đi." Hắn gợi lên cười, ứng câu hảo. Đỗ Vãn Vãn nói tiếp: "Vừa cơm nước xong ngồi cũng không tốt, nếu không ngươi đứng xem." Thẩm Tư Việt khép lại cặp hồ sơ, ánh mắt thật sâu xem nàng, cười hỏi: "Đi xuống đi một chút." Tiểu vợ chồng sóng vai ở trong tiểu khu tan tác nửa giờ bước, nói không nhiều lắm. Về nhà, hắn kéo xuống ca rác, ngón tay thon dài trắng nõn, xương ngón tay rõ ràng. Hình dáng rõ ràng, cầm hơi hơi ngưỡng. Một cổ khác loại gợi cảm. Đỗ Vãn Vãn hô hấp bị kìm hãm, ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắn lạnh lùng cầm cùng cao to cổ chỗ. Gò má dần dần thiêu cháy. Nam nhân bên môi dạng khởi một chút trêu tức cười, khẽ mở môi mỏng. "Phu nhân." Hắn tận lực ngừng lại một chút, "tưởng đối ta làm cái gì đâu." Đỗ Vãn Vãn vội vàng quay lưng lại, thở gấp gáp hai khẩu khí. Nàng cái khó ló cái khôn, "Ta đi phòng tắm cho ngươi phóng thủy." Nhưng mà, nàng còn chưa tới kịp bán ra bước chân, sau cổ đã bị nhân linh ở. Phía sau nam nhân buồn bã nói: "Tưởng theo giúp ta tiến phòng tắm ngoạn." Đỗ Vãn Vãn cắn chặt răng, gian nan bật ra hai chữ: "Không, tưởng." Nam nhân cười khẽ, tiếng nói thuần hậu mê người. Đây là tưởng, vẫn là không nghĩ. Muốn, vẫn là không cần. Đỗ Vãn Vãn sửng sốt. Này hướng, thấy thế nào đều là bá đạo tổng tài yêu của ta kịch tình a. Muốn, vẫn là, không cần. Còn dùng loại này từ tính đến cực điểm thanh âm mê hoặc bàn nói ra. Đỗ Vãn Vãn cắn cắn môi dưới, ấp a ấp úng nói: "Khả năng. Không quá. Muốn. Đâu." Vì không nhường bầu không khí trở nên rất giằng co, nàng cố ý hơn nữa hòa dịu ngữ khí trợ từ đâu. Nhưng ở Thẩm Tư Việt nghe tới, này thanh âm cuối giống như là cố ý hướng hắn tâm qua thượng công. Hắn hai tay đỡ lấy nàng bờ vai, đem nhân cuốn đi lại, ánh mắt ôn nhu hỏi: "Thật sự?" Đỗ Vãn Vãn rõ ràng minh bạch nhìn đến, hắn luôn luôn không hề bận tâm mâu trung di động ám quan. Nàng tuy rằng không có nói qua luyến ái, không có xem qua phiến, nhưng cũng không phải cái không rành thế sự tiểu cô nương, nàng minh bạch như vậy tràn ngập ánh mắt đại biểu cho cái gì. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Nam nhân mi phong hơi nhíu, khàn khàn mở miệng: "Ngươi có vẻ thật sợ hãi." Đỗ Vãn Vãn hai chân phát run, nàng đều nhanh muốn khóc ra, ngập ngừng nói: Ngươi đừng như vậy." Hắn cười nhẹ, tiếng nói lại câm hai phân: "Phu nhân là sợ ta thanh toán nợ cũ." Nàng sáng đôi mắt doanh khởi khiếp xinh xinh lệ quang. "Lần này buông tha ngươi." Nam nhân cúi mâu cười yếu ớt, đới ra nàng, sải bước hướng phòng tắm đi. Đỗ Vãn Vãn vô lực đỡ lấy một bên sofa, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Mới vừa rồi nàng ở Thẩm Tư Việt áp bách hạ, hoàn toàn vô pháp triển khai suy xét, hiện tại đầu mới nhanh chóng vận hành đứng lên. Cho nên hắn vừa mới là bởi vì tiếp trụ sự tình tính toán trừng phạt nàng. Mặc kệ thế nào, nghe ý tứ của hắn, dù sao là bỏ qua cho nàng. Nguy hiểm thật. Buổi chiều, Thẩm Tư Việt về công ty khai chu hội, Đỗ Vãn Vãn hồi lâu không có hồi quá nhà mình, vì thế trở về đến ngoại ô lão cư dân khu. Đỗ phụ Đỗ mẫu hỏi nói mấy câu, Đỗ Vãn Vãn đều chọn tốt nói. Đỗ mẫu đau lòng nàng, cười nói: "Sẽ không cần cùng ta xem điếm, muốn làm thôi liền đi chỗ nào đi." Đỗ Vãn Vãn không chịu, ông của nàng cổ cùng với thoáng cái buổi trưa. Mà Thẩm Tư Việt bên này, hắn tiến phòng họp tiền liền cùng thư ký nói: "Đem Quang Thịnh cho ta gọi tới." Quang Thịnh ở ngoài cửa đợi hơn một giờ, bên trong mới rốt cuộc tan tác hội. Thẩm Tư Việt sắc mặt âm trầm đi vào tổng tài văn phòng, Quang Thịnh được đến chỉ lệnh sau không yên theo vào. Không đến 10 phút, Quang Thịnh liền xuất ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Trịnh Hằng vừa đúng đi lại, cười chào hỏi: "Quang tổng." Quang Thịnh miễn cưỡng nở nụ cười, "Trịnh trợ." Về công ty trên đường, Quang Thịnh một cuộc điện thoại đánh tới Mai Tuyên trên di động. Ta mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi hiện tại có chuyện gì, lập tức cho ta về công ty. Tương đối cho Quang Thịnh trong lòng run sợ cùng giận không thể ác, Mai Tuyên ngược lại trấn định rất nhiều. Nàng ở mang Đỗ Vãn Vãn phó cục tiền liền dự tính kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sở hữu tình huống. Hơn nữa, Quang Thịnh phản ứng, ngược lại là nàng đoán trước bên trong xác suất lớn nhất cái loại này tình huống. Mai Tuyên cùng mẫu thân của Đỗ Vãn Vãn Tô Lệ Dung là thân mật khăng khít bạn tốt, tự nhiên không thể nào không biết Đỗ Vãn Vãn là Đỗ Uẩn cháu gái. Bất quá, Mai Tuyên cũng không biết Đỗ Vãn Vãn đã biết đến rồi nhà mình về điểm này sự, nàng cũng không biết cùng Thẩm Tư Việt kết hôn là Đỗ Vãn Vãn. Bởi vậy, Mai Tuyên lần này ý ở thử Đỗ gia hay không ở Đỗ Vãn Vãn trên người đầu tâm tư. Dù sao Đỗ thị tập đoàn mặc dù không đề cập ngành giải trí, nhưng Đỗ gia cùng Thẩm gia cũng là thế giao lại là quan hệ thông gia. Đỗ Uẩn thỉnh Thẩm gia nhân hỗ trợ ra cái thủ, lại bình thường bất quá. Quang Thịnh tức giận đến quăng ngã cái cốc, ở biết được Đỗ Vãn Vãn đi bữa ăn giao tế là Mai Tuyên gợi ý, Đỗ Vãn Vãn bản nhân cũng không muốn đi sau, càng là sắc mặt xám trắng. Mai Tuyên, không riêng gì đồng kỳ nghệ nhân bên trong, mượn chúng ta toàn bộ công ty mà nói, Đỗ Vãn Vãn tướng mạo kỹ thuật diễn cũng đều là bạc tim. Công ty luôn luôn không có tài nguyên đã cho đến, này còn chưa đủ rõ ràng sao? Quang Thịnh cả giận nói. Ta tìm người hiểu qua, nàng không là thầm nghĩ kẻ chạy cờ sao? Nàng muốn làm thôi liền làm chi, không nghĩ làm chi liền mặc kệ thôi, đều từ nàng. Mai Tuyên cảm thấy hiểu rõ, gợi lên đỏ tươi môi, hào không úy kỵ hỏi. Quang Tổng, Đỗ Vãn Vãn chỉ là cái tiểu nghệ nhân thôi, thế nào chọc ngài nổi giận? Hay là bên trên có dặn dò gì? Tuy rằng Mai Tuyên biểu hiện một bộ hết thảy đều biết đến bộ dáng, nhưng Quang Thịnh liếc mắt là đã nhìn ra nàng đối Đỗ Vãn Vãn cùng Thẩm Tư Việt chuyện cũng không biết chuyện. Hắn ngữ khí trầm trọng cảnh cáo nói. Không nên ngươi hỏi sự tình cũng đừng hỏi. Quang Thịnh thở dài một hơi, phóng hoảng thanh âm, ân cần nói. Không nên ngươi có biết, cũng đừng vọng thêm phỏng đoán. Đỗ Vãn Vãn bên kia, nàng tưởng diễn cái gì nhân vật, ngươi liền giúp nàng đi tranh thủ. Kia sợ sẽ là chỉ có một hồi bối cảnh bản đàn diễn, chỉ cần nàng tưởng diễn, ngươi liền tận lực thỏa mãn nàng. Tích hiệu khối này, ta sẽ mặt khác cho ngươi tính. Mai Tuyên khẽ nhếch cằm, Vãn Vãn kỹ thuật diễn hảo, diện mạo tốt, Quang Tổng không biết là đáng tiếc sao? Quang Thịnh nhíu mày, cảnh cáo nàng. Đừng dò xét của ta điểm mấu chốt, cũng đừng dò xét bên trên điểm mấu chốt. Nếu không là bên trên nói không nên động ngươi, ra loại sự tình này, ngươi cho là ta sẽ lưu ngươi đến bây giờ sao? Mai Tuyên cùng Đỗ gia nhị tiểu thư quan hệ cá nhân không sai, ngay cả Thẩm Tổng lên tiếng thời điểm đều cố ý nhắc lên câu không muốn đổi động bên người nàng nhân. Loại sự tình này. Mai Tuyên gợi lên chu môi, Quang Tổng ý tứ, ta không rất minh bạch. Quang Thịnh lấy tay chưởng căng chống đỡ cái trán, Mai Tuyên, đừng không âm không dương theo ta giả ngu sung sững sờ. Ta nói tới đây, chính ngươi suy nghĩ. Tác giả có chuyện muốn nói. Ấn đầu phân đội nhỏ. Việt ca, mời ngươi không cần buông tha nàng. Quang Thịnh. Không thể trêu vào, cáo từ. Chương 14. 14. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. 6 giờ chiều, Thẩm Tư Việt tới đón Đỗ Vãn Vãn. Đỗ phụ Đỗ mẫu lưu Thẩm Tư Việt ăn cơm chiều, người một nhà này hòa thuận vui vẻ. Đỗ Vãn Vãn trong nhà là không có công và tư đũa chi phân, nàng vốn tưởng rằng hắn hội để ý, không nghĩ tới nàng xoay người nhiều lấy tứ phó chiếc đũa công phu, hắn đã giáp khởi Đỗ mẫu giáp đến hắn trong chén thịt nướng bắt đầu ăn. Đỗ mẫu đối vị này con rể là thập phần vừa lòng, thỏa mãn cười nói. Tư Việt, chúng ta Vãn Vãn không hiểu chuyện địa phương, ngươi nhiều tha thứ. Thẩm Tư Việt kính cẩn nghe theo trả lời. Ngài khách khí, Vãn Vãn tốt lắm. Đỗ phụ ở một bên hướng Đỗ Vãn Vãn tề mi lộng nhãn. Đỗ Vãn Vãn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nhíu mày nói. Ba. Thẩm Tư Việt ánh mắt nghe tiếng nhìn về phía Đỗ phụ thời điểm, Đỗ phụ một giây đoan chính. Dùng bữa, đến. 9:30 đêm theo Đỗ gia xuất phát hồi Thẩm gia, đến khi đã hơn 10 giờ. Vinh An hậu ở cửa. Thẩm Tư Việt vừa xuống xe đã bị Vinh An mang đi lão gia tử thư phòng. Thẩm lão gia tử chậm rì uống một ngụm trà, nhanh như vậy liền theo Bắc Kinh đã trở lại. Thẩm Tư Việt. Hạng mục ta sẽ tiếp tục theo vào. Thẩm lão gia tử đặt xuống trà, Ưng Mục xem hắn liếc mắt một cái, sao bàn nói. Ngươi cùng cái rắm. Đường Đường thủ tịch chấp hành quan nhàn thật sự. Thẩm Tư Việt không nói gì, vi hơi cúi đầu. Thẩm lão gia tử cười nói. Vãn Vãn thật đáng yêu là đi. Thẩm Tư Việt thần sắc tự nhiên, cách một lát phương nói. Hoàn hảo. Thẩm lão gia tử nhất quyết không tha truy vấn. Không thích. Thẩm Tư Việt mặt một cái chớp mắt, nâng lên mắt hỏi. Lão gia tử còn có việc khác phân phó sao? Thẩm lão gia tử cũng sẽ không cùng hắn vòng quanh, cười híp mắt nói. Không thích ngươi hội cảm xúc khác thường, một lát phi Bắc Kinh, một lát lại bay trở về. Nếu nói trước kia hắn đối trưởng tôn nghiêm luật là vì sớm ngày đem trưởng tôn bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía cân nhắc quyết định giả, như vậy ở Thẩm Tư Việt hoàn toàn khởi động Hoàng Vũ hôm nay, hắn là thật sự hy vọng này xuất sắc tôn tử có thể ủng có hạnh phúc mỹ mãn tình yêu cùng hôn nhân. Nhưng mà Thẩm Tư Việt không đáp, nhanh mím môi. Nhiều năm ngăn cách làm tổ tôn hai người khó có thể liền cảm tình vấn đề tiến hành tâm bình khí hòa tham thảo. Không khí dần dần động lại đứng lên. Vinh An thấy thế, cười đánh vỡ trầm mặc. A Việt, Vãn Vãn đã là ngươi thê tử. Thẩm Tư Việt câu môi, nhìn thẳng lão gia tử tối đen đồng tử, lão gia tử hy vọng ta thế nào trả lời. Không khí một lần nữa lại động lại đứng lên. Thẩm lão gia tử cười cười, nâng chung trà lên nhấp một miệng trà, chân thành cởi mở nói. A Việt, trước kia rất nhiều sự, gia gia biết là ta làm khó dễ ngươi. Ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể cùng Vãn Vãn hảo hảo quá, Vãn Vãn đứa nhỏ này không sai, ta biết ngươi nhất định sẽ thích. Thẩm Tư Việt chỉ nói. Chỉ sợ sẽ làm lão gia tử thất vọng. Thẩm lão gia tử thở dài một hơi, ta minh bạch ngươi là vì tháng thiếu lượng sự tình, đối ta ghi hận trong lòng. Ta cũng vậy không có biện pháp, phụ thân ngươi kia phó bộ dáng, ta là thật sự thừa chịu không nổi lần thứ hai. Tháng thiếu lượng nó. Ta với ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nhắc tới tháng thiếu lượng, Thẩm Tư Việt dung biến sắc lại biến. Này chẳng phải đoạn vui vẻ trí nhớ, niên thiếu thời kỳ ác mộng như mảnh thú hồng thủy bàn đánh úp lại. Thẩm Tư Việt cúi mâu. Hắn không biết, đối với gia gia mà nói, Đỗ Vãn Vãn có phải hay không là kế tiếp tháng thiếu lượng. Thẩm lão gia tử hiểu rõ Thẩm Tư Việt băn khoăn, ôn nhu nói. A Việt, cô nương là muốn dựa vào dỗ. Ngươi cái gì cũng không chịu nói, cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, nàng lại thế nào sẽ thích ngươi chứ? Mấy ngày nay rét tháng 3, nhiều quan tâm Vãn Vãn bãi. Hắn là thật sự hy vọng hai cái hài tử có thể hạnh phúc. Thẩm Tư Việt khẽ vuốt cằm, trầm mặt một lát, nói. Ta đến cùng là cha ta sinh, thật nhiều phương diện cùng hắn rất giống. Nếu Vãn Vãn ra chuyện gì, ta cũng không biết ta hội làm ra chuyện gì đến. Hắn đã sớm quyết định ngã bài. Lão gia tử tâm tư khó có thể nắm lấy, đó là một không thể khống nhân tố, nhưng mà, một khi hắn đem bản thân mang lên cân bằng, lão gia tử cho dù muốn làm cái gì cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Thẩm lão gia tử mị mị tinh lượng ánh mắt, sắc mặt bỗng trầm xuống dưới. Ngươi uy hiếp ta. Thẩm Tư Việt đạm cười, vậy xem lão gia tử có muốn hay không lại dùng 10 mấy 20 năm qua bồi dưỡng cái người nối nghiệp. Không khí, lần thứ ba, ngưng lại. Ai đều biết đến, này trưởng tôn ở Thẩm lão gia tử trong lòng tầm quan trọng. Thẩm lão gia tử tìm 10 mấy năm thời gian, tự tay đem Thẩm Tư Việt mang thành trong rủi thương trường thế hệ mới trưởng đà giả, này thời kỳ tiêu phí tâm huyết so mang con trai khi còn nhiều hơn thượng gấp đôi không thôi. Thẩm Tư Việt bản thân cũng thật không chịu thua kém, đem Hoàng Vũ mang cái trước lại một cái cao phong. Thế giao gia tộc bên trong, nhắc tới Thẩm gia, nhắc tới Hoàng Vũ, cái nào không khoa một câu hắn này tôn nhi là thành phố hát tôn trọng mưu. Thẩm Tư Việt như xảy ra chuyện, không nói đến công ty bên trong náo động, Hoàng Vũ cổ phiếu cũng sẽ ngã không thành bộ dáng. Thẩm lão gia tử lớn tuổi, nhất thời ổn định cục diện hoàn thành, nhưng chung quy không chắc chắn không đổ xuống. Của hắn mi mày gian đã không thấy hiền lành, duy có ẩn nhẫn từng trận lệ khí. Thẩm Tư Việt hoàn toàn không sợ, trầm tĩnh cùng lão gia tử đối diện. Đôi mắt thâm thúy như đàm, vừa nhìn không đáy. Tổ tôn lưỡng phảng phất đứng thẳng đến vách núi đen hai đoan, quanh mình vách đá đá lởm chởm, phía sau vạn trượng vực sâu. Ai? Vinh An thán ra một hơi, nói. A Việt, ngươi nói loại này nói, nhưng chỉ có bả đao hướng ngươi da da ngực sát. Thẩm Tư Việt không hề thoái nhượng ý tứ, đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh, thản nhiên nói. Chỉ sợ lão gia tử ngày nào đó bả đao khẩu hướng ta trên đầu quả tim sáp, dù sao, không là lần đầu tiên. Tháng thiếu lượng sự tình là hắn sơ sẩy, lần này bất đồng, lần này sự tình quan của hắn người yêu, hắn phải làm cho bọn họ biết, Đỗ Vãn Vãn cùng tháng thiếu lượng là không đồng dạng như vậy, nàng so tháng thiếu lượng trọng yếu nhiều lắm. Từ nay về sau, mặc kệ là sủng vật vẫn là người yêu, hắn đều sẽ không lại nhượng bộ. Thẩm lão gia tử đừng mở mắt, ngực đè nén không được kịch liệt phập phồng. Vinh An đuổi bước lên phía trước vì hắn thuận khí. Thẩm lão gia tử há miệng thở dốc ba, hướng Thẩm Tư Việt phun ra ba chữ. Cút đi. Thẩm Tư Việt theo trên sofa đứng dậy, về phía trước lượt khuynh khuynh thân mình. Thẩm Tư Việt theo thư phòng đi ra trong nháy mắt, cả người nhất thời như trút được gánh nặng. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hướng bản thân phòng đi, bước chân đều khinh mau đứng lên. Đỗ Vãn Vãn đang cùng Trịnh Chỉ Linh tán gẫu. Trịnh Chỉ Linh nói không chừng nhân gia chạy gia gia trước mặt cáo ngươi trạng đi đâu. Đỗ Vãn Vãn phản bác nói. Làm sao có thể, hắn không phải là người như thế. Trịnh Chỉ Linh phát đến một trương buồn cười mặt biểu cảm bao. Đỗ Vãn Vãn cuộn tròn nhanh ngón tay, trịnh trọng nói cho phát tiểu. Ta cảm thấy Thẩm Tư Việt hắn khả năng thích ta, vài giây sau, Trịnh Chỉ Linh nói. Tỉnh tỉnh, chuyển gạch. Đỗ Vãn Vãn. Ngươi không tin. Trịnh Chỉ Linh. Bá đạo tổng tài yêu ta. Đỗ Vãn Vãn. Lời này hẳn là thế nào dấu chấm. Trịnh Chỉ Linh. Bá đạo tổng tài yêu ngươi. Tiếng đập cửa vang hai hạ. Tê liệt ngã xuống trên sofa, Đỗ Vãn Vãn lập tức nhếch lên đến, ngồi nghiêm chỉnh, mời vào. Thẩm Tư Việt đẩy cửa tiến vào. Tiểu cô nương đoan đoan chính chính ngồi, từ bạch trên mặt con mắt sáng trong suốt, bám vào một tầng mềm mại quang. Hắn giơ lên khóe môi, ôn thanh hỏi. Vừa rồi đang làm cái gì? Đỗ Vãn Vãn đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết, vừa mới là ở cùng bạn tốt thảo luận bị bá đạo tổng tài Thẩm Tư Việt yêu khả năng tính. Liền, xoát xoát quay bộ. Thẩm Tư Việt đi đến nàng bên cạnh người ngồi xuống, nàng hướng bên cạnh xê dịch. Hắn cười nói. Có thể cùng ta nói, vì sao sợ ta sao? Đỗ Vãn Vãn lắc đầu, không có nha. Nói xong, nàng lại xê dịch, lần này là hướng hắn phương hướng đến gần rồi điểm. Tiểu cô nương cổ cao to, độ cong ôm nhu, trắng nõn nhẵn nhụi da thịt vô cùng mịn màng. Nàng nói. Không sợ ngươi. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo ánh sáng đang say, Đỗ Vãn Vãn trong âm điệu mơ hồ tràn vài sợi hương sữa khí. Thẩm Tư Việt bờ môi độ cong càng loan, thâm tình xem tiểu cô nương, khẽ mở môi mỏng. Thiên mát. Đỗ Vãn Vãn theo bản năng cắt đứt lời nói của hắn. Nhường Vương thị phá sản đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm lão gia tử. Mỗi ngày vì tôn tử tình yêu quan tâm, tôn tử lại giận ta quy a quy. Chương 15. 15. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Hôm sau 8 giờ, Đỗ Vãn Vãn cùng Thẩm Tư Việt mặt đối mặt ngồi ở phòng ăn điểm tâm. Thẩm Tư Việt kéo xuống một khối bánh mì, một bên nhấm nuốt một bên hỏi. Hôm nay cái gì an bày? Buổi chiều có một hồi thử kính. Đỗ Vãn Vãn uống sữa xong, thủ khởi trong tay màu trắng khăn khăn lau bên môi nải tí. Thẩm Tư Việt nhìn thẳng tiểu cô nương phấn nộn cánh môi, màu sắc tiệm thâm. Giây lát, hắn khẽ vuốt cằm, sau đó mời nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đỗ Vãn Vãn đem ánh mắt theo bàn trung trứng luộc chậm rãi thượng di động đến Thẩm Tư Việt kia trương tuấn lãng trên mặt. Hắn cũng đang xem nàng, mâu trung mỉm cười. Thiếu nữ tâm phù 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 phù. Đỗ Vãn Vãn hít sâu một hơi, hỏi hắn. Ngươi là hỏi ta buổi tối có trở về không ăn cơm sao? Đỗ tiểu thư. Thẩm Tư Việt ôm nhu xem nàng, chậm rãi nói. Ta ở ước ngươi. Đỗ Vãn Vãn ánh mắt nhất thời sáng ngời, nàng dè dặt cẩn trọng hỏi. Ngươi, có phải không phải thích ta? Hắn đặt xuống ăn một nửa bánh mì, cong lên khóe môi, như đàm trong mắt là thâm trầm ôn nhu. Ngươi nói đâu? Hắn hỏi lại. Đỗ Vãn Vãn phấn nộn gò má bá đỏ. Cùng lúc đó, Vinh An đi vào đến đứng định, Vãn Vãn, trên lầu cho mời. Ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong thượng đi xem đi đi. Thẩm Tư Việt thượng kiều khóe môi dần dần bình thẳng. Hắn dương mắt nhìn về phía Vinh An, mặt lộ vẻ không ngờ. Vinh An mỉm cười, lượt cung kính hạ thân. Đỗ Vãn Vãn không chú ý giữa hai người này bất thường. Nàng vội vàng giải quyết xong trứng luộc, xoa xoa miệng, Vinh thúc, ta ăn được. Trước khi đi, nàng nhìn nhìn Thẩm Tư Việt, ta đây đi trước gia gia chỗ kia, ngươi đi làm trên đường cẩn thận nha. Thẩm Tư Việt đứng lên, một tay kéo xuống ca rác, buồn bã nói. Đi lại, giúp ta đem ca rác hệ thượng. Đỗ Vãn Vãn. Vinh An. Đỗ Vãn Vãn vòng quá hơn phân nửa trương cái bàn, đi đến trước mặt hắn, tiếp khởi hắn đưa qua ca rác. Nàng ngưỡng từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi xuống dưới một điểm. Hắn cúi xuống thắt lưng, mặt tiến đến của nàng bên môi, hô hấp nóng rực, phun cho nàng khóe môi một mảnh mềm yếu. Đỗ Vãn Vãn. Ấm áp hơi thở một chút tiếp một chút phun, tê dại triền miên. Đỗ Vãn Vãn da đầu phát nhanh, vừa muốn tách rời khỏi đi, đã bị hắn nâng cái ót. Hắn cao ngất xương cung mày khẽ nhếch, song đồng sâu thẳm, phảng phất bình minh thời gian đột phá phía chân trời kia một đạo mênh mông ánh sáng. Đỗ Vãn Vãn vươn tay chưởng, sờ sờ hắn thượng kiều khóe môi, mang theo điểm dỗ nhân ý tứ. Thẩm Tư Việt, ngươi thấu thân cận quá, ta không có phương tiện hệ. 3 phút sau, Đỗ Vãn Vãn thượng thư phòng. Thẩm Tư Việt sửa sang lại âu phục, xoay người đi ra phòng. Hắn không ở Nam Sơn biệt thự khi, thông thường đều là ăn trước điểm tâm lại đeo ca rác, ở trong này bất đồng, làm cái gì đều sẽ tự giác cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. Trịnh Hằng vì hắn kéo mở cửa xe. Lái xe phát động động cơ, xe khai ra màu ngân bạch khắc hoa đại cửa sắt. Ngồi ở phó điều khiển Trịnh Hằng quay đầu hướng Thẩm Tư Việt cười nói. Lão bản, tối hôm qua ngươi làm gì? Thẩm Tư Việt câu môi, xem ra lão gia tử có suốt đêm đem ngươi kêu đến một chuyến. Tối hôm qua là Vinh An triệu ta tới được. Trịnh Hằng nhếch miệng cười, phong khinh vân đạm nói. Ta bị Vinh đại tổng quản trước mặt lão gia tử mặt quăng một cái tát. Thẩm Tư Việt thần sắc hơi ngừng lại, mím mím khóe môi. Thật có lỗi. Cũng không phải bị ngươi đánh. Trịnh Hằng cười hì hì hỏi. Lão bản, tháng này thêm tiền thưởng không? Thẩm Tư Việt sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Đừng cợt nhã, tối hôm qua thế nào không tới tìm ta? Cũng không phải cái gì đại sự, liền không quấy rầy ngươi cùng Đỗ tiểu thư xuân tiêu một khắc. Trịnh Hằng cười nói. Lão bản, nhìn đến ngươi trên người rốt cục có yên hỏa khí, ta thật sự rất vui vẻ. Trịnh Hằng đến nay nhớ được 7-8 năm tiền cái kia ban đêm, bọn họ hai cái đều uống say chuyến choáng, chen chúc tại dã ngoại trong lều trại nghe côn trùng kêu vang. Lúc đó Thẩm Tư Việt ở nước Mỹ lưu học, mà Trịnh Hằng khi đó cũng đã bắt đầu phụ trách chiếu cố của hắn sinh hoạt thường ngày. Hướng đến trầm mặc ít lời Thẩm Tư Việt cơ hồ biến thành một cái lắm lời, tò mò hỏi hắn về hắn cùng với bạn gái hàng ngày. Trịnh Hằng cười nói. A Việt, ngươi đã hâm mộ thành cái dạng này, vậy bản thân tìm cái. Trong trường học không là rất nhiều nữ hài đều ở truy ngươi sao? Lần trước chặn đường cái kia Na Uy nữ sinh, ta thực cảm thấy không sai. Thẩm Tư Việt nhất thời không vang. Cách hồi lâu, Trịnh Hằng mơ mơ màng màng đêm ngủ không ngủ là lúc, nghe thấy hắn nói. Ta đời này, chưa từng có vì ta bản thân sống quá. Trịnh Hằng theo giữa hồi ức hoảng quá thần, sau khi nghe thấy tòa nam nhân nói. Đúng vậy, ta bản thân cũng rất vui vẻ. Trịnh Hằng cười cười, nói. Lão bản, Đỗ tiểu thư tựa hồ còn chưa động tình, ngài cần phải không ngừng cố gắng. Thẩm Tư Việt mỉm cười, nàng tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa thông suốt, không vội ở nhất thời. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, vì thế hỏi Trịnh Hằng. Nhưng Vương thị phá sản là có ý tứ gì? Đỗ Vãn Vãn theo Thẩm lão gia tử thư phòng xuất ra sau, an vị xe hồi trường học. Mới vừa rồi Thẩm lão gia tử đề cập tối hôm trước bữa ăn sự tình, hắn nói. Vãn Vãn a, gia gia nghe nói, ngươi hôm kia trễ lên rồi rượu cục, A Việt tức giận là đi. Đỗ Vãn Vãn làm tốt ai huống chuẩn bị, cũng không tưởng Thẩm lão gia tử cười híp mắt nói. A Việt quá đáng, ngươi không muốn cùng hắn so đo. Bình thường công tác thôi, ngươi không cần băn khoăn hắn. Nếu hắn làm khó dễ ngươi, hoặc là rượu cục có người làm khó dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta, gia gia a, làm cho ngươi chủ. Qua, này thật sự là cái thần tiên gia gia. Đỗ Vãn Vãn ám thở dài một hơi, nghĩ rằng Thẩm Tư Việt thực hạnh phúc, có tốt như vậy gia gia, không giống nàng, Đỗ nãi nãi không đau, Quý gia gia mặc kệ. Phòng ngủ Quy Quy đàn bên trong, bạn cùng phòng Đỗ Vãn Vãn. Vãn Vãn, 5 giờ chiều, chúng ta Tân Bạch Lộc hội họp a. Đỗ Vãn Vãn thế này mới nhớ tới mấy ngày trước đại gia đã nói hảo, đêm nay cấp cho một cái bạn cùng phòng sinh nhật. Nàng trước tiên ở đàn lý trở về cái ok biểu cảm, cũng nói. Ta đã ở hồi trường học trên đường, bất quá buổi chiều muốn đi ra ngoài. Mai Tuyên phái Lưu Duyệt hôm nay 1 giờ rưỡi đến trường học đưa Đỗ Vãn Vãn đi thử diễn, bởi vậy Đỗ Vãn Vãn mới phải về tranh trường học đi. Nàng đành phải vạn phần thật có lỗi cấp Thẩm Tư Việt phát ra cái tin nhắn. Ta buổi tối cấp cho bạn cùng phòng Khánh sinh, không thể cùng nhau ăn cơm. Ngượng ngùng a, lão bản ô vô, mỗi lần nghe Trịnh Hằng như vậy kêu hắn, Đỗ Vãn Vãn cảm thấy rất có thú. Thẩm Tư Việt trả lời. Lão bản tỏ vẻ không vừa lòng, thỉnh 3 phút nội đưa ra bổ cứu thi thố ô vô, Đỗ Vãn Vãn nhu nhu ánh mắt, xác định hắn thật sự ở tin tức cuối cùng theo cái cùng nàng giống nhau như đúc nhan văn tự. Này! Đỗ Vãn Vãn trong đầu hiện ra hắn kia trương thanh lãnh tự phụ mặt. Thật sự là nghênh diện mà đến tràn đầy một cổ tương phản manh cảm đâu. Đỗ Vãn Vãn suy nghĩ một lát. Nếu không xin hắn ăn một bữa cơm. Nhưng mời khách địa điểm liền khó xử, cũng không thể dẫn hắn đi Tân Bạch Lộc a nhà bà ngoại a linh tinh. Đi quý một điểm xa hoa nhà ăn đâu, nàng lại không có tiền quy a quy, hảo sầu a. Đỗ Vãn Vãn rối rắm gian, di động tiếng chuông vang lên. Tự nhiên là Thẩm Tư Việt đánh tới. Đỗ Vãn Vãn tiếp điện thoại, uy. Nam nhân tiếng nói trầm thấp mang cười. Lần sau khi nào thì có thời gian? Đỗ Vãn Vãn. Thứ năm buổi chiều đến chủ nhật, tạm thời đều có thời gian. Hảo, ta đây ngày sau sau khi tan tầm tới đón ngươi. Tiếp theo, hắn dặn nói. Đêm nay tận lực uống ít điểm, có việc đánh ta điện thoại. Tài vụ tổng giám theo tổng tài làm đi ra, trong thang máy gặp được Chu Gia Vĩ. Nàng tò mò hỏi. Chu trợ, tổng tài hôm nay tâm tình giống như rất tốt. Chu Gia Vĩ theo thực trả lời. Không rõ lắm. Tài vụ tổng giám. Hắn vừa mới đối ta nở nụ cười. Nàng ở Hoàng Vũ 10 năm sau, vẫn là lần đầu gặp Thẩm Tư Việt lộ ra như vậy ấm áp tươi cười. Chu Gia Vĩ. Hắn cũng đối ta nở nụ cười. Tài vụ tổng giám cười nói. Ngươi nói tổng tài có phải không phải yêu đương? Chu Gia Vĩ. Không biết. Tài vụ tổng giám giận hắn một câu, bất mãn nói. Chu trợ, làm sao ngươi so tổng tài còn đứng đắn? Tổng tài đều nở nụ cười, ngươi không thể cười một cái sao? Chu Gia Vĩ như cũ sơ lạnh nhạt nói. Hoàng Vũ thuê của ta hợp đồng bên trong, cũng không có phụ gia bán cười này hạng nhất. Tổng tài làm nội, Thẩm Tư Việt phê duyệt hoàng trong tay văn kiện, mở ra vi tính. Đêm nay tinh giang uống rượu ô vô, Thẩm Tư Việt càng hoàng, đàn lý liền tạc. Chu thân. Chu thân. Này ai? Vương Tứ Nam. A Việt bị đạo hào thôi. Tác giả có chuyện muốn nói. Tân Bạch Lộc, nhà bà ngoại. EXOME. Chương 16. 16. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Buổi chiều thử diễn thử là nhất bộ vườn trường kịch, thử diễn sau khi kết thúc, Đỗ Vãn Vãn thỉnh Lưu Duyệt ăn dụ viên. Hai người ngồi ở đồ ngọt trong điếm nói chuyện phím, Lưu Duyệt đột nhiên nói. Đúng rồi, cái kia phía trước khi dễ quá của ngươi La Tuệ a, ngươi còn nhớ rõ sao? Đỗ Vãn Vãn gật gật đầu, nhồi vào đậu đỏ cùng dụ viên quai hàm phình, nhớ được nha, như thế nào? Lưu Duyệt thần thần bí bí tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Tao báo ứng. Đỗ Vãn Vãn. Lần trước kia bộ diễn đem nàng đổi rớt phải không? Ta lần trước đi công ty thời điểm, nghe người ta nhắc tới quá. Lưu Duyệt cười lắc đầu, đâu chỉ a. Nàng lại hạ giọng. Bị phong sát. Ân. Nàng hậu trường ngã. Đỗ Vãn Vãn ý tứ là, chẳng lẽ là Thẩm Tư Ngang có mới nới cũ, không quan tâm nàng. Thẩm Tư Ngang làm sao có thể đổ, Hoàng Vũ tập đoàn kia dễ dàng như vậy đổ. Ân. Bất quá cũng không nhất định, Lưu Duyệt có lý có cứ phân tích nói, dù sao loại này hào môn tranh đoạt gia sản cái gì, Thẩm Tư Ngang xác định vững chắc đánh không lại hắn ca, bị làm điệu cũng là phân chung sự tình. Đỗ Vãn Vãn. Lưu Duyệt tiếp tục nhỏ giọng nói. Nghe nói là Hoàng Vũ cao tầng hạ phong sát, làm. Trong vòng luẩn quẩn trên cơ bản người người trong lòng biết rõ ràng, không là Thẩm Tư Việt chính là Thẩm Tư Việt mặt trên vị kia, Hoàng Vũ Động sự Cục Chủ tịch Thẩm Triết Minh, cũng chính là Thẩm Tư Việt cùng Thẩm Tư Ngang gia gia. Đỗ Vãn Vãn trái tim nhất thời lột bột một chút, nàng vội vàng hỏi. Vì sao? Lưu Duyệt trào phúng cười cười, nói. La Tuệ cái gì mặt hàng? Vọng tưởng gã tiếng hào môn, kia cũng phải suy nghĩ bản thân mấy cân mấy lượng. Huống hồ, nàng tác uy tác phúc hảo một đoạn ngày, truyền đến đại nhân vật trong lỗ tai, bọn họ có thể khoan nhượng. Đỗ Vãn Vãn yên lặng cúi đầu múc đậu đỏ ăn. Lưu Duyệt càng nói càng hưng phấn. Lúc này Nghiêm Vũ Lâm cần phải vui vẻ đã chết, lại nhắc đến nàng cùng Thẩm Tư Ngang giống như cũng còn chưa có đoạn điệu. Đỗ Vãn Vãn. Kia hắn không phải là bắt cá hai tay cặn bã nam sao? Lưu Duyệt tà nàng liếc mắt một cái, cười nói. Bằng không ngươi cho là bọn họ là cái gì người tốt? Đỗ Vãn Vãn. Lưu Duyệt giữ chặt Đỗ Vãn Vãn cánh tay, lời nói thấm thía nói. Vãn Vãn a, ngươi ngày sau tìm kim chủ, khả ngàn vạn không thể tìm Thẩm Tư Ngang như vậy, biết không? Đỗ Vãn Vãn. Ngao. Lưu Duyệt nhất thời vui mừng quá đổi. Ngươi rốt cục tưởng khai, quyết nhất định phải tìm kim chủ sao? Đỗ Vãn Vãn. Lưu Duyệt buông ra cánh tay của nàng, một bên phiên thông tin lục vừa nói. Ta tìm xem tiểu tỷ muội, đem ngươi hướng đại lão nhóm trước mặt dẫn tiếng. Đỗ Vãn Vãn chạy nhanh đưa tay đến đoạt di động của nàng, dương cả giận nói. Ngươi còn như vậy, ta khả tức giận a. Lưu Duyệt cười nói. Hảo, không đánh. Ngươi này tiểu chân, cô nãi nãi ta thật đúng là cho ngươi thao nát tâm. Đỗ Vãn Vãn đùa nói. Chờ ngày nào đó ngươi làm người đại diện, đem ta lấy đi qua, ta cam đoan cho ngươi nháo cái long trời lỡ đất. Lưu Duyệt. Này cũng không dám, Mai tỷ hội cho rằng ta muốn mưu quyền soán vị. Đỗ Vãn Vãn không hiểu, chớp đen sẫm rõ ràng mắt to hỏi nàng. Người đại diện trợ lý không phải là muốn thành dài vì người đại diện sao? Kia sẽ có người muốn làm cả đời trợ lý. Đỗ Vãn Vãn rõ ràng nhớ được Lưu Duyệt giấc mộng là trở thành một gã nghiệp nội nổi tiếng kim bài người đại diện. Lưu Duyệt phụ đến nàng bên tai, lời tuy nói như vậy, Mai tỷ khả đề phòng ta đâu. Nhân mạch tài nguyên cơ bản không nhường ta tiếp xúc, ta cũng liền trông cậy vào ngươi cùng Bạch Lộ tỷ. Đỗ Vãn Vãn càng thêm không hiểu, sẽ không Mai di nhân tốt như vậy. Lưu Duyệt nghiêm cẩn nói. Vãn Vãn, ngươi đây liền quá ngây thơ rồi. Ta biết ngươi cùng Mai tỷ quan hệ hảo, theo chúng ta đều là không đồng dạng như vậy, nhưng là đi, khuyên ngươi một câu, tận lực không cần thổ lộ tình cảm giao phế, với ai đều giống nhau. Đỗ Vãn Vãn chống má, cười nói. Vậy ta còn là có chừng mực. Lưu Duyệt khôi phục vui cười vui vẻ bộ dáng, lại cùng nàng nói vài đoạn vòng luẩn quẩn nội tân bát quái. Trễ 9 giờ, Tinh Giang Nhất Hào. Thẩm Tư Việt đến lầu 4 khi, Chu Thân cùng Vương Tứ Nam đang ở mặt bàn bóng đá đài tiến hành trò chơi quyết đấu. Hắn muốn một ly thêm băng whisky, đầy hứng thú đi qua nhìn hắn lưỡng thao tác thao túng can. Chu Thân ca một tiếng, một bên xoay tròn cầu thủ đánh cầu một bên chế nhạo nói. Chúng ta bị đạo hào Việt ca đến đây. Vương Tứ Nam. Buổi sáng đàn lý cái kia tin tức, thật là ngươi phát. Kia bán manh biểu cảm. Hắn ngừng lại một chút, trên tay thao tác không ngừng, lớn mật đoán nói. Việt, ngươi sẽ không là luyến ái thôi. Chu Thân cười nói. Kia vẫn là đạo hào khả năng tính khá lớn, ta Việt ca ai vậy, ngươi gặp qua cây vạn tuế ra hoa. Liền cùng. Nằm tàu, ngươi đặt sao? Chu Thân nhoáng lên một cái thần công phu, Vương Tứ Nam thành công tiến cầu. Thẩm Tư Việt câu môi, thiển suýt một ngụm whisky, chậm rãi nói. Ta thích một nữ hài tử. Hắn không tưởng giấu giếm này lưỡng hảo huynh đệ. Chu Thân hoảng sợ, trợn to hốc mắt hỏi. Nằm tàu, Việt ca ngươi thật sự cây vạn tuế ra hoa. Người này chúng ta nhận thức sao? Vương Tứ Nam cười tiến lên vỗ vỗ Thẩm Tư Việt bả vai, cười nói. Hẳn là không biết đi. Ngươi khả không giống như là hội lâu ngày sinh tình nhân. Thẩm Tư Việt mồm miệng rõ ràng phun ra ba chữ. Đỗ Vãn Vãn. Chu Thân lấy ra bồi bàn đưa tới con tai, thờ ơ nở nụ cười một tiếng, hi, không có chuyện gì, các ngươi chính là buôn bán đám hỏi, giả một đám. Sớm hay muộn muốn bài điệu, không cần băn khoăn nàng. Cùng lắm thì đem lời nói với nàng rõ ràng, đem ly hôn chứng lĩnh. Lần trước Vương Tứ Nam ở vi tính đàn trung nhất lên Đỗ Vãn Vãn, Thẩm Tư Việt luôn luôn không có mạo phao. Vương Tứ Nam cùng Chu Thân Minh bạch hắn không thích, liền sẽ không còn dám khai như vậy vui đùa. Thẩm Tư Việt: ta thích nữ hài tử là Đỗ Vãn Vãn. Hắn tiếng nói vừa dứt, Chu Thân trong tay chén rượu trực tiếp chảy xuống, điệu thượng thảm. Vương Tứ Nam nhất thời vui vẻ, ôm lấy Thẩm Tư Việt cổ cười nói: có thể a, quả thật rất đáng yêu, rất nhuyễn manh, thật không nghĩ tới ngươi thích cái này vị. Thẩm Tư Việt ngước mắt: ngươi cho rằng ta sẽ thích thế nào? Vương Tứ Nam thẳng thắn: ta nghĩ đến ngươi đời này sẽ không thích cô nương. Chu Thân còn chưa thấy qua Đỗ Vãn Vãn, reo lên: Việt ca, khi nào thì chúng ta có thể nhìn xem tẩu tử a? Vương Tứ Nam cũng đi theo ồn ào: đúng vậy, mang đến nhận thức. Thẩm Tư Việt đẩy ra Vương Tứ Nam cánh tay, bờ môi dơ lên một chút cười, đuôi mắt đuôi lông mày cũng đều nhiễm lên ý cười. Ngày sau buổi tối đi, Tứ Nam, đem ngươi tiểu bạn gái cũng mang theo, cho nàng làm bạn. Vương Tứ Nam đáp: được rồi. Chu Thân hoan hô: ta cũng muốn dẫn bạn gái, làm cho ta ngẫm lại mang cái nào hảo đâu. Vương Tứ Nam vỗ hạ Chu Thân cái ót, Chu Thân ăn đau, bất mãn mà triệt khởi tay áo. Vương Tứ Nam trừng mắt nói: chờ ngươi xác thực định xuống, lại mang. Phu nhân ngoại giao, không là tình nhân ngoại giao. Thẩm Tư Việt loan môi, hỏi Vương Tứ Nam: ngươi đây là định xuống? Vương Tứ Nam thở dài: nhanh, không định xuống, nhân không nhường ta chạm vào. Nhịn được ta tỳ khí đều nhanh táo đã chết, đúng rồi, ngươi đâu? Hắn cười híp mắt xem Thẩm Tư Việt: các ngươi. Cái kia sao? Thẩm Tư Việt tay trái nắm tay để tới bên môi, thanh khụ hai tiếng. Chu Thân không có hảo ý cười, hỏi: Việt ca thẹn thùng. Không phải đâu, qua Lý tiểu kiều thê đều còn chưa có ăn đến khẩu. Thẩm Tư Việt buông tay, lạnh nhạt nói: sợ làm sợ nàng, từ từ sẽ đến. Hắn cúi đầu cười, trong đầu hiện ra tiểu cô nương Từ Bạch Mặt, bổ sung thêm: không vội. Dựa vào. Chu Thân quát to một tiếng: lần đầu gặp ngươi cười đến như vậy. Thẩm Tư Việt nâng lên mắt không mặn không nhạt xem xét hắn. Chu Thân che ánh mắt: ta đã nhịn không được bắt đầu liên tưởng ngươi ở trên giường cầm thú dạng, đem nhân gia biến thành phải chết muốn sống, sau đó lạnh lùng đến một câu: nữ nhân, còn vừa lòng ngươi xem đến sao? Thẩm Tư Việt: ha ha. Vương Tứ Nam cười to, Chu Thân cũng đi theo cười ha hả. Thẩm Tư Việt nhìn này hai cái cười đến ngửa tới ngửa lui hại bạn, không khỏi cũng cười. Hắn quả thật, thập phần chờ mong trên giường thẳng thắn thành khẩn tướng đãi ngày nào đó. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Tư Việt: ta muốn tôn trọng nàng. Đỗ Vãn Vãn: ta muốn ăn hắn. Dê. Chương 17. 17. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Do vì phi cuối tuần duyên cớ, các nữ sinh cơm nước xong nhìn tràn điện ảnh liền chạy về trường học. Đại học L có gác cổng, chủ nhật đến thứ năm 10:30 đêm đúng giờ đóng cửa phòng ngủ lâu đại môn. Đỗ Vãn Vãn ở bạn cùng phòng nhóm trà sát làm hạ, uống lên không ít bia. Cứ việc số ghi không cao, nhưng đến đang say trạng thái. Đại gia thích xem bên má nàng mang hồng bộ dáng, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt liêu nhân. Học viện nghệ thuật cùng Nguyễn viện cùng tồn tại tân giáo khu, cho nên chuyển hệ sau Đỗ Vãn Vãn không có đổi phòng ngủ. Lại nhắc đến, Đỗ Vãn Vãn kỳ thực là trong phòng ngủ lớn tuổi nhất một cái. Nàng chỉ so Phát tiểu Trịnh Chỉ Linh trễ nửa năm sinh ra, nhưng Trịnh Chỉ Linh cũng đã tốt nghiệp đại học, nàng vẫn còn ở đọc đại tam. Nguyên nhân ngay tại cho, nàng kia đối không đáng tin cha mẹ, chậm một năm đưa nàng đến trường. 11:05, rửa mặt xong Đỗ Vãn Vãn trèo lên giường, tiến vào trong ổ chăn. Bạn cùng phòng nhóm dần dần lên giường, tắt đèn, phòng trong tối đen một mảnh. Một lát sau, trong phòng ngủ cùng Đỗ Vãn Vãn tốt nhất Tôn Mộng Khiết tràn đầy phấn khởi đột nhiên nhắc tới: ai, Vãn Vãn a, ta nhớ tới năm trước mặt nạ vũ hội chuyện đó nhi a, ngươi không là xem cái trước nam sinh sao? Đỗ Vãn Vãn mơ màng phát ra một tiếng tiểu nải âm. Một khác bạn cùng phòng hỏi. Không là tìm hơn một nửa cái nguyệt cũng không tìm ra người nọ là ai chăng? Vô nghĩa, Vãn Vãn ngay cả nhân da mặt đều không phát hiện, liền tính trên đường nhìn thấy cũng không nhận ra được. Làm sao ngươi đột nhiên đề chuyện này? Tôn Mộng Khiết cười nói. Ta hôm kia nghe lão Lỗ nói a. Đỗ Vãn Vãn ngủ đắc ý thức mơ hồ, không có nghe thấy nàng tiếp được đi lời nói. Ngày kế buổi sáng đứng lên, nàng nhớ tới tối hôm qua chuyện đó nhi, rối rắm sau một hồi còn là không có mở miệng đến hỏi Tôn Mộng Khiết. Lúc đó, nàng quả thật đối cái kia cao lớn rắn rỏi nam sinh động tâm, chẳng sợ không nhìn thấy mặt hắn. Nhưng là đi, nàng hiện tại đều kết hôn. Liền tính tìm được người kia có năng lực thế nào? Chẳng lẽ mặt dày đến hỏi nhân gia một câu, hắc, đồng học, xin hỏi ngươi nguyện ý chờ ta ly hôn sao? Đỗ Vãn Vãn luôn cảm thấy, Thẩm Tư Việt có thể đem nàng chỉnh tử. Đêm nay, Đỗ Vãn Vãn mất ngủ. Ngực có một cổ cảm xúc ở cuồn cuộn, từ xa lại gần, phàn tiếng trong đầu. Nàng thở vào một hơi, mở mắt ra xem đưa tay không thấy 5 ngón tay tối đen bóng đêm. Giống như có cái gì vậy dần dần thanh minh đứng lên. Thứ năm buổi chiều, Đỗ Vãn Vãn lưng hai vai vải bạc túi sách đi đến Trịnh Chỉ Linh trong tiệm. Nàng theo trong túi sách đổ ra một đống thư, ngã tràn đầy một bàn. Trịnh Chỉ Linh vừa thấy, bỗng dưng rút trừ khóe môi. Đều là chút đặc biệt hổ thẹn tên sách, tỉ như, hào môn bá sủng. Nữ nhân, ngươi đừng chạy, Thẩm thiếu tiểu tình nhân, ta ở hào môn bị sủng trên trời, đợi chút. Trong đó, xen lẫn một quyển Thượng Hải văn dịch nhà xuất bản phiên bản, ngạo mạn cùng thành kiến. Trịnh Chỉ Linh không hiểu. Ngươi đây là... Đỗ Vãn Vãn ngẩng đầu, chớp chớp trong suốt mắt to, nói. Thẩm Tư Việt thích ta. Trịnh Chỉ Linh tùy tay thủ khởi một quyển sách, hỏi. Cho nên ngươi đây là làm chi? Đỗ Vãn Vãn nghiêm cẩn nói. Ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, ta nghĩ cùng hắn thực hiện vợ chồng nghĩa vụ. Trịnh Chỉ Linh nói tiếng người. Đỗ Vãn Vãn trừng lớn hắc bạch phân minh ánh mắt, lộ ra tình thế nhất định quật cường tiểu biểu cảm, trịnh trọng nói. Ta muốn ngủ hắn. Trịnh Chỉ Linh dùng ngón út đào ngoáy lỗ tai, hả? Đỗ Vãn Vãn từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xấu hổ thành một mảnh hồng, nàng ngập ngừng nói. Đây là ta tìm đến giáo tài, ta nghĩ học tập một chút giường diễn. Trịnh Chỉ Linh đào đào một khắc chỉ lỗ tai, hả? Đỗ Vãn Vãn hít sâu một hơi, đem trong lòng hết thảy e lệ hết thảy cưỡng chế di dời. Nàng xem Trịnh Chỉ Linh, kiên định gật đầu. Sống thoát chính là một cái hạ quyết định muốn đi trộn cà rốt con thỏ. Trịnh Chỉ Linh bỏ lại trong tay kia bản, Thẩm thiếu tiểu tình nhân, dùng một loại xem đồ ngốc ánh mắt xem nàng, hỏi. Học giường diễn. Không là hẳn là xem tình yêu động tác tiếng sao? Ngươi xem tổng tài văn có thể học giường diễn. Đỗ Vãn Vãn nhất thời buông xuống lông xù tiểu đầu, ủ rũ nói. Ta không dám nhìn. Trịnh Chỉ Linh. Ngươi dám ngủ, không dám nhìn. Đỗ Vãn Vãn hàm hồ nói. Ta cũng không dám ngủ, hiện tại. Còn tại lý luận giai đoạn, trước trù tính. Ngươi 2 ngày trước không tại sao phải sợ hắn sợ phải chết sao? Thế nào trở nên như vậy mau, bỗng chốc vừa muốn ngủ hắn. Đỗ Vãn Vãn ngượng ngùng nắm lấy trảo tóc, cười nói. Kỳ thực ta luôn luôn cảm thấy hắn bộ dạng đẹp mắt, chỉ là hắn tổng đối ta lạnh như băng, chúng ta cũng không có gì cùng xuất hiện. Nhưng là... Nàng dừng lại nói, Loan Mâu cười rộ lên. Trịnh Chỉ Linh. Đỗ Vãn Vãn tự nhiên ngồi vào bên cửa sổ, sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào nàng đáng yêu mê người trên khuôn mặt. Cười mắt loan như trăng non, nằm tầm no đủ khiết nhuận. Cái mũi nhỏ kiều, anh phấn môi loan lại loan. Chẳng sợ thân cận như Trịnh Chỉ Linh, cũng thường thường kinh thán nàng lúc lơ đãng nở rộ mỹ mạo. Mà hiện thời, nàng trong miệng không ngừng phát ra ngây ngô cười thanh, không lưu tình chút nào phá hư bộ này cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Trịnh Chỉ Linh phù ngạch, đại tiểu thư, đừng phạm háo sắc, nói mau. Ngươi lại không nói, ta nướng bánh bích quy đi. Đỗ Vãn Vãn thu liễm một điểm, chống má nói. Ta thật sự quá ngu ngốc, cũng may không tính ngốc đến bất trị. Ta tối hôm qua cẩn thận vân vê, phát hiện hắn luôn luôn tại liêu ta. Trịnh Chỉ Linh đến đây hưng trí, kinh ngạc nói. Hắn thế nào liêu của ngươi? Đỗ Vãn Vãn cười hì hì. Không nói cho ngươi. Trịnh Chỉ Linh. Nàng nhấc lên Đỗ Vãn Vãn màu lam túi vải buồm, đem trên bàn tiểu thuyết một quyển tắt trở về. Mang theo của ngươi bá đạo tổng tài, cút cho ta. Đỗ Vãn Vãn tội nghiệp nhìn nàng. Nhã Miệt Điệp. Đỗ Vãn Vãn bị Trịnh Chỉ Linh ngay cả nhân mang túi sách đuổi ra cửa hàng bánh ngọt. Nàng lưng khởi túi vải buồm, chán nản dọc theo Văn Nhị Tây Lộ hướng phía đông bắc hướng đi. Giờ phút này, vừa đúng có một chiếc màu đen xe hơi đứng ở lộ khẩu chờ đèn đỏ. Lạc Lăng Kỳ nhàm chán vô nghĩa nhìn mắt ngoài cửa sổ, bất kỳ nhiên gặp được một cái quen thuộc thân ảnh. Tiểu cô nương lưng hai vai túi sách, không biết bị cái gì ủy khuất, phấn đô đô trên mặt mày nhanh túc. Lạc Lăng Kỳ trí nhớ không kém, lại đối nàng lưu ý quá hai phân, lúc này sinh ra hưng trí đến. Của nàng diện mạo thiên đáng yêu, lần trước diễn là thành thục ẩn nhẫn nhân vật, nhân kỹ thuật diễn thuần thục mà một điểm cũng không hiển vi cùng. Hắn vốn cho rằng của nàng tính cách chính là như thế, hiện thời xem ra, bộ này trước sau như một, mềm nhũng tiểu bộ dáng mới là của nàng chân thật cá tính. Lạc Lăng Kỳ nhàn nhạt phân phó trợ lý. Tra một chút, Đỗ Vãn Vãn gần nhất ở đâu cái kịch tổ. Đỗ Vãn Vãn tha một vòng, một lần nữa trở lại Trịnh Chỉ Linh cửa hàng tiền. Nàng đứng ở tủ kính thủy tinh tiền, tay nhỏ bé nắm chặt quai đeo cặp sách tử. Trịnh Chỉ Linh thăm dò nửa thân mình, làm sao ngươi lại đã trở lại? Đứng nơi đó làm chi đâu? Đỗ Vãn Vãn lưng quá mức không để ý nàng. Trịnh Chỉ Linh. Cô nãi nãi tức giận. Trịnh Chỉ Linh cười nói. Được rồi, tiến vào, ta làm cho ngươi dâu tây pudding ăn. Đỗ Vãn Vãn quay người lại, cố lấy quai hàm xem nàng. Ngươi có phải không phải cảm thấy ta đặc biệt không dè dặt? Trịnh Chỉ Linh đi ra điếm môn, cười thôi đẩy Đỗ Vãn Vãn vào điếm. Nàng nói, ta là sợ ngươi bị nhà ngươi bá đạo tổng tài lộ số, nhân gia kia tâm tư thành phủ cái gì đẳng cấp, ngươi cái gì đẳng cấp? Đỗ Vãn Vãn mân mê khóe môi, sẽ không? Trịnh Chỉ Linh hỏi, ngươi thực thích nhà ngươi bá đạo tổng tài. Cái kia không biết tên học trưởng đâu. Ngươi không là đối nhân gia mối tình thắm thiết tới. Đỗ Vãn Vãn lắc đầu, chỉ thấy quá một lần, không tính là mối tình thắm thiết. Trịnh Chỉ Linh chê cười nàng. Phía trước ngươi không phải nói, mặt sau lại gặp hắn hai lần sao? Đỗ Vãn Vãn. Kia chỉ là ta cá nhân đoán, trên vũ hội hắn đội mặt nạ, sau này gặp được kia hai cái nam sinh đội khẩu trang, nói không chừng là hoàn toàn bất đồng ba người. Là ai lời thề son sắt nói, bằng vào kia ánh mắt, ngươi liếc mắt một cái có thể nhận ra đến. Đỗ Vãn Vãn ôm lấy Trịnh Chỉ Linh cánh tay, cười nói. Ai nha, ta lúc đó không phải đem có thể tìm được học sinh ảnh chụp đều phiên một lần thôi, nhiều như vậy ánh mắt đâu, quan sát cho ta đều nhớ không rõ hắn cặp kia lớn lên trông thế nào nhi. Trịnh Chỉ Linh sờ sờ tóc nàng đỉnh, vui mừng nói. Ngươi buông xuống là tốt rồi, bằng không bá đạo tổng tài ăn khởi giấm chua đến, đã có thể có ngươi chịu được. Đỗ Vãn Vãn ăn Trịnh Chỉ Linh hai chén dâu tây pudding, một cái lục tấc sô-cô-la mousse sau, lưng một lá thư bao, giáo tài, hồi trường học. 6 giờ rưỡi chiều, nàng thay đổi điều già quần lụa mỏng, áo khoác nhất kiện xám trắng sắc lười nhác phong bạc áo lông. Tháng 4 trung tuần thành phố H bị vây cuối xuân thời tiết, rất nhỏ đông nam gió thổi đến trong veo hòe mùi hoa khí, thấm vào ruột gan. Như cũ là Trịnh Hằng hạ lái xe môn, Đỗ Vãn Vãn ngồi vào trong xe. Thẩm Tư Việt khép lại chính thẩm duyệt văn kiện, thon dài cánh tay phải đáp thượng nàng ghế ngồi đệm dựa đỉnh phương, muốn ăn cái gì? Đều có thể, ngươi quyết định là tốt rồi. Hắn vì thế mang nàng đi đến lần đầu tiên ước hội phòng ăn Tây. Xanh xao ngon miệng, nhưng Đỗ Vãn Vãn một bụng món điểm tâm ngọt còn chưa có tiêu hóa, bởi vậy mỗi nói đều chỉ là nhợt nhạt thường một ngụm. Thẩm Tư Việt buông dao nĩa, thâm tình xem chưa ăn mấy khẩu tiểu cô nương, chậm rãi nói. Thật có lỗi, ta nghĩ đến ngươi sẽ thích. Hắn là lần đầu tiên yêu đương, không hề kinh nghiệm, đối như thế nào thảo nữ hài tử thích không biết gì cả. Ở hắn cảm tình cằn cỗi 28 trong năm, chưa bao giờ lưu ý quá trên tình cảm xử lý. Hiện thời động tâm tư, thầm nghĩ đối nàng tốt, nhưng ký sợ nàng không vừa lòng, lại sợ sẽ bị dọa nàng. Đỗ Vãn Vãn cười nói. Ta rất thích. Này đó đồ ăn giống như liền là chúng ta lần đầu tiên đến thời điểm ăn này, phải không? Thẩm Tư Việt loan môi, màu sắc nồng đậm. Ngươi còn nhớ rõ. Đỗ Vãn Vãn gật đầu, đúng vậy, Ta rất thích ăn, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn Pháp. Lời này không giả, bởi vì nàng trước kia cũng không có ăn qua đồ ăn Pháp. Huống hồ, Thẩm Tư Việt mang nàng đến ăn, đương nhiên sẽ không kém. Thẩm Tư Việt nhợt nhạt cười, hỏi. Kia thế nào cũng không gặp ngươi đến. Lúc đó nàng nói thích, hắn nói về sau nàng đến nhớ hắn trướng thượng có thể. Đỗ Vãn Vãn cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp đem cửu khúc tràng bên trong khúc mắt nói thẳng ra. Ngươi nói làm cho ta nhớ ngươi trướng thượng, không nói hội mang ta đến. Ta nghĩ đến ngươi chán ghét ta, không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm. Khi đó, nhiều lãng mạn nhà ăn bầu không khí a, anh tuấn nam nhân, ăn ngon cơm Tây, của nàng chỉnh khỏa thiếu nữ tâm đều phù 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 phù. Kết quả, hắn một câu nói này, liền đem nàng trong đầu hồng nhạt bong bóng đều dập tắt. Thẩm Tư Việt nở nụ cười, tiếng cười ôn nhu từ tính. Hắn đứng dậy đi đến của nàng chỗ ngồi chung quanh, thanh lương ngón tay đem nàng tấn biên phiêu tán một luồng ô phát vòng tới tịnh bạch sau tai. Da thịt chạm nhau gian, một trận tê dại. Khi đoàn ấm áp hơi thở theo của nàng nhĩ khuếch phun đến khóe môi, mang đến mãnh liệt độ ấm cùng trước nóng. Hắn ở câu dẫn nàng. Đỗ Vãn Vãn thiên quá đầu muốn nhìn hắn, kết quả không nghĩ tới, gò má liền như vậy theo hắn mềm mại cánh môi xẹt qua. Hắn cực nóng môi cố ý đi phía trước dán nửa phần. Nàng khuôn mặt trong khoảnh khắc phản phất sắp thiêu cháy. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Tư Việt. Nhân tiền liêu sủng hiểu biết một chút. Ngài hảo hữu Vương Tứ Nam, Chu Thân đã chuẩn bị tốt vây xem giải số bài. Du An Dung, tiếp theo chương liền muốn nhập về, tiểu thiên sứ nhóm không cần vứt bỏ tác giả quân được không được nha, thứ tư tuần sau 10 giờ đêm tiền, sở hữu về chương bình luận đều sẽ đưa hồng bao, tương đương với miễn phí xem nha, tác giả quân chờ đại gia Lâm Hạnh nha, Nhu Thuận Tọa. GPG, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói về chương hội vào ngày mai 12 giờ khuya phát ra đến, cũng chính là ngày sau rạng sáng linh điểm, nhập về hôm đó có thêm càng. Mặt khác, chúng ta thẩm bốt như vậy hội liêu, sau văn có chút tình tiết khả năng sẽ bị khóa, cho nên tiểu thiên sứ nhóm không cần dưỡng vì ta nha, bằng không dưỡng khả năng liền. Không có QAQ. Chương 18. 18. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Đỗ Vãn Vãn run rẩy, đang định mở miệng, chợt nghe nam nhân đè thấp tiếng nói cười nói. Đồ ngốc. Của hắn thanh âm như hòa phong bàn nhu ấm. Trách ta chưa nói rõ sở, lúc đó ta sắp đến Bắc Âu đi công tác 2 tháng, không thể thường xuyên mang ngươi đến. Đã phu nhân thích, ta đây sau này nhất định bổ thượng. Thẩm Tư Việt đứng thẳng thân thể, rũ mắt xem nàng. Đỗ Vãn Vãn hơi hơi nghiêng đi đầu, ngưỡng từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Nam nhân đôi mắt yên tĩnh thâm trầm, phảng phất một cái đầm lôi cuốn hấp dẫn thâm tuyền. Đuôi mắt hơi cong, ôm nhu lưu luyến. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, cho đến khi 9 giờ rưỡi, Thẩm Tư Việt cùng Đỗ Vãn Vãn mới bước vào tinh giang nhất hào. Thẩm Tư Việt nói với nàng là mang ngươi đi gặp hai cái bằng hữu. Thang máy nhất khai, theo tiếp khách nhân viên tạp vụ chỗ kia nhận được tin tức Chu Thân, Vương Tứ Nam cùng với Vương Tứ Nam tiểu bạn gái cũng đã chờ ở cửa thang máy. Chu Thân cười nói. Rốt cuộc đến đây. Hắn đem ánh mắt vượt qua Đỗ Vãn Vãn trên người, ánh mắt phóng lượng. Đây là tẩu tử đi. Quả nhiên bộ dạng đẹp mắt a. Trước mắt nam nhân bộ dạng phi thường tinh xảo, nhưng lại không mất nam tử khí khái. Đỗ Vãn Vãn loan môi nói lời cảm tạ. Tiếp theo nàng vừa chuyển mâu, liền nhìn đến Vương Tứ Nam. Đỗ Vãn Vãn vi lăng, tiểu Vương tổng. Vương Tứ Nam cười nói. Đệ muội a, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đỗ Vãn Vãn cuối cùng đoán được vì sao đêm đó Thẩm Tư Việt sẽ gọi điện thoại đến đãi nàng o, khẩu, o. Lần đầu tiên tiếp rượu, liền bồi đến hắn hảo huynh đệ bãi đi, này vận khí cũng là không ai. Vương Tứ Nam phía sau thăm dò một cái mặt mày thanh tú nữ hài tử, nhĩ hảo nha. Đỗ Vãn Vãn cũng mặt mày cong cười hồi tiếp đón. Nhĩ hảo nha. Chu Thân che ngực, khoa trương nói. Khoa dựa vào, tẩu tử cười rộ lên rất manh. Của ta tâm đều bị đánh trúng. Vương Tứ Nam sở trường khuỷu tay chủy đem của hắn ngực, đứng đắn một chút. Thẩm Tư Việt đưa tay nắm ở Đỗ Vãn Vãn bả vai, nhất nhất giới thiệu ba người. Chu Thân, nhà này hội sở thuộc sở hữu nhân. Vương Tứ Nam, Đông Thần ảnh nghiệp thiếu chủ gia. Hắn cúi đầu, Ở Đỗ Vãn Vãn bên tai khẽ cười một tiếng, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm thì thầm nói. Ngươi đề cập qua Thiên Mác Vương phá. Nam nhân tiếng nói trầm thấp từ tính, âm cuối tận lực dơ lên, có cổ khác loại gợi cảm. Đỗ Vãn Vãn gò má nổi lên một chút phi sắc, nhỏ giọng nói. Ta nói bừa. Vương Tứ Nam bên cạnh người nữ hài tử bẩn cợt cười, chớp chớp đen sẫm mắt to. Nói cái gì tâm tình đâu. Thẩm Tư Việt đem bàn tay to theo tiểu cô nương bả vai bất động thanh sắc di tới nàng tinh tế mềm mại giữa lưng, khóe môi khẽ nhếch. Đỗ Vãn Vãn đầu quả tim chiến một chút, ngước mắt nhìn hắn kia trương anh tuấn sườn mặt. Hắn tiếp tục giới thiệu. Vân Đoá, Tứ Nam bạn gái, với ngươi giống nhau, còn tại đọc sách. Đỗ Vãn Vãn vốn tưởng rằng bạn của Thẩm Tư Việt khẳng định cũng là cùng hắn người này thông thường thanh thanh lãnh lãnh buôn bán tinh anh hình tượng, không nghĩ tới thoạt nhìn đều thập phần hiền hòa. Sau đó, Vân Đoá thân thiện lôi kéo Đỗ Vãn Vãn tán gẫu. Vân Đoá năm nay cũng là đại tam, so Đỗ Vãn Vãn tiểu một tuổi, học Hán ngữ ngôn văn học. Làm nàng biết được Đỗ Vãn Vãn là một gã diễn viên sau, chấn động, tràn đầy phấn khởi hỏi nàng phiến tràng chuyện lý thú. Đỗ Vãn Vãn cười nói. Nhà ngươi tiểu vương tổng khai điện ảnh công ty, chụp quá không ít đại phiến, làm sao ngươi không đi hỏi hắn. Cách đó không xa, Thẩm Tư Việt, Chu Thân, Vương Tứ Nam cùng với bị kêu đi lên Trịnh Hằng đang ở cùng nơi đánh bài bridge. Chu Thân thính tai, cười vang nói. Vãn Vãn a, đừng tiểu vương tổng, này đã có thể khách khí a, tiếng kêu Nam ca, hoặc là trực tiếp gọi hắn Vương Tứ Nam. Ta cũng giống nhau, ngươi muốn gọi thân ca vẫn là Chu Thân đều thành a, tùy ngươi thích. Vương Tứ Nam tuổi so Thẩm Tư Việt lớn một chút, ban đầu vừa nhận thức lúc ấy, Chu Thân quản hắn gọi Nam ca. Xâm nhập kết giao sau, Chu Thân phát hiện thằng nhãi này tâm lý tuổi cũng chưa hắn thành thục, vì thế sẽ không lại kêu hắn ca. Vân Đoá cao giọng sạch hắn. Họ Chu, liền ngươi dài quá lỗ tai. Đừng trộm nghe chúng ta nói chuyện. Nửa giờ sau, Trịnh Hằng đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, Chu Thân kêu Đỗ Vãn Vãn cùng Vân Đoá trên đỉnh. Hắn cười nói. Cứ việc đánh, thua có các ngươi nam nhân. Đỗ Vãn Vãn cùng Vân Đoá đều sẽ không đánh bài bridge, chối từ gian, Trịnh Hằng đã trở lại. Đỗ Vãn Vãn cong lên đôi mắt. Trịnh Trợ đã trở lại, cũng là ngươi nhóm đánh đi. Dứt lời, nàng liền kéo Vân Đoá ngồi trở lại một bên dài băng ghế. Trịnh Hằng không có ngồi xuống, mà là đi đến Thẩm Tư Việt bên cạnh người, xoay người phụ ghé vào lỗ tai hắn nói. Lão bản, lão gia tử bên kia muốn ta quá đi xem đi. Thẩm Tư Việt sắc mặt vi ngưng, gật gật đầu, ân, đi thôi. Trịnh Hằng hướng Chu Thân cùng Vương Tứ Nam gật đầu thăm hỏi, cười nói. Chu thiếu, Vương thiếu, thật có lỗi, đi trước một bước. Chu Thân nhíu mày, ai, làm sao lại đi rồi đâu. Chu Thân muốn đem Đỗ Vãn Vãn cùng Vân Đoá kêu trở về tiếp tục đánh, nhưng Thẩm Tư Việt đánh bại Hưng Trí, lúc này khoát tay tỏ vẻ không nghĩ lại đánh. Ba nam nhân dựa ở trên sofa, nhân viên tạp vụ thay rượu cùng xì gà. Vân Đoá nhỏ giọng nói với Đỗ Vãn Vãn. Ngươi tiên sinh giống như không mấy vui vẻ. Đỗ Vãn Vãn xa xa nhìn liếc mắt một cái, nói. Hắn hướng đến như vậy, nhìn không ra vui vẻ không vui. Bên kia, Chu Thân không có hảo ý hướng Vương Tứ Nam sử cái ánh mắt. Vương Tứ Nam câu môi nhìn nhìn Thẩm Tư Việt, dương giọng nói. Vân Đoá, đi lại. Vân Đoá hiểu ý, lập tức kéo Đỗ Vãn Vãn nhảy nhót đến Thẩm Tư Việt cùng Vương Tứ Nam phía trước. Vương Tứ Nam đại mã kim đao ngồi, vỗ vỗ đùi, ôn nhu mệnh lệnh nói. Ngồi lên. Vân Đoá nới ra Đỗ Vãn Vãn thủ, biết nghe lời phải tiến vào Vương Tứ Nam trong lòng. Ngay sau đó, Chu Thân, Vương Tứ Nam, Vân Đoá ba người hưng trí dạt vào xem duy nhất đứng Đỗ Vãn Vãn. Đỗ Vãn Vãn cảm thấy có chút lạ dị, không rõ bọn họ này là ý gì. Nàng căn bản không tưởng hướng Thẩm Tư Việt đùi chỗ kia tọa, vì thế liền đi lên phía trước hai bước, ở đồng dạng đại mã kim đao ngồi Thẩm Tư Việt bên cạnh người ngồi xuống. Chu Thân buồn cười xem Thẩm Tư Việt, một bộ xem kịch vui biểu cảm. Thẩm Tư Việt không đang nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm dừng ở Đỗ Vãn Vãn trên người. Lập tức, hắn cánh tay dài duỗi ra, ách trụ tiểu cô nương cổ tay, không cần tốn nhiều sức đem nhân mang tiếng trong lòng. Đỗ Vãn Vãn phản ứng đi lại khi đã ngồi vào của hắn ôm ấp trung. Hắn hôm nay thay đổi khoảng nước hoa, rất nhạt, lại thanh lãnh đòi mạng. Lãnh điệu nước hoa cùng trên thân nam nhân đặc hữu lành lạnh hơi thở hỗn tạp ở cùng nhau, đem nàng bao quanh bao vây. Rõ ràng là thanh lãnh nhịp điệu, lại nảy sinh ra đại phiến kiều diễm đến. Đỗ Vãn Vãn đắm chìm tại đây cổ hơi thở trung, không cảm động đạn. Sau lưng là hắn nhanh thực rộng lớn ngực, thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được hắn cường hữu lực tim đập. Chung quanh không khí đều bị nam nhân xâm lược cảm 10 phần nội tiết tố sở tràn ngập. Mặt nàng không thể ngăn chặn đỏ. Thẩm Tư Việt đảo qua vẻ lo lắng, khó được lộ ra lười nhác thỏa mãn thần sắc. Vương Tứ Nam gặp mục đích đạt thành, cười than thở một tiếng, sau đó hôn Vân Đoá gò má, nói: "Ngoan bé, giúp ta tiễn điếu xì gà." Từ lúc Thẩm Tư Việt cùng Đỗ Vãn Vãn đã đến tiền, bọn họ đã nói hảo, hôm nay cấp cho chuyện này đối với tiểu vợ chồng biểu thị một chút giữa người yêu vô cùng thân thiết ở chung. Thẩm Tư Việt không có nói qua luyến ái, hắn cùng Chu Thân thế nào cũng phải giúp đỡ một phen. Đỗ Vãn Vãn tò mò nhìn về phía Vân Đoá. Vân Đoá cầm lấy đá cẩm thạch trên mặt bàn tay cầm thức xì gà tiễn, thuần thục cắt xì gà đầu, lề sách lại đại lại trơn nhẵn. Nàng xoay người, đem tiễn tốt xì gà đưa vào Vương Tứ Nam miệng, lại tri kỹ châm. Sương khói lượn lờ, Vương Tứ Nam tay trái giáp yên, khơi màu Vân Đoá cầm, hôn một cái. Đỗ Vãn Vãn phản phất bị hình ảnh này trước nóng thông thường, cuốn quýt thu hồi ánh mắt. Vì sao nàng có một loại mãnh liệt đại nhập cảm? Qua, này thật sự là hảo hổ thẹn nha. Chu Thân cười nói: "Việt ca, muốn hay không đến một chi?" Chu Thân lời còn chưa dứt, Thẩm Tư Việt trong dạ tuyết phu hoa mạo tiểu cô nương liền chiến giật mình. Đỗ Vãn Vãn nghe được phía sau nam nhân cười nhẹ nói: "Tốt." Hắn hai tay buộc chặt, cầm giữ tiểu cô nương trong suốt nắm chặt thắt lưng, tiếng nói trầm thấp mỉm cười: "Làm phiền phu nhân giúp ta tiễn một chi." Đỗ Vãn Vãn. Thẩm Tư Việt cực nhỏ trừ xì gà, Chu Thân chẳng qua là như thường lui tới bàn thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới hắn thật sự ứng. Chu Thân vội đối nhân viên tạp vụ nói: "Thủ cái xong nhận xì gà tiễn đến." Hắn quay đầu cười đối Đỗ Vãn Vãn nói: "Vãn Vãn, ngươi không có kinh nghiệm đi. Tân thủ không thích hợp lấy tay bính thức, cho ngươi đổi cái dịch thao tác." Đỗ Vãn Vãn tâm tư đại bộ phận đều ở giữa lưng cặp kia bàn tay to thượng, hiện tại nghe Chu Thân nói như vậy, nhân tiện nói: "Ta không có tiễn quá, tiễn không tốt." Phía sau nam nhân hơi thở dán lên đến, càng dựa vào càng gần. Hắn cơ hồ dán sát vào của nàng lỗ tai, ôn nhu nói: "Không có việc gì, ta dạy cho ngươi." Đỗ Vãn Vãn nhĩ tim hồng đến độ mau lấy máu. Xong nhận xì gà tiễn rất nhanh đưa lên đây. Chu Thân đối nhân viên tạp vụ nói: "Lấy nhất hộp phong tắc tạp đến." Thẩm Tư Việt không thường trừ xì gà, tương đối thích hợp loại này tinh khiết thanh nhã phong vị. Chỉ chốc lát sau, nhân viên tạp vụ sẽ đưa cái trước màu vàng cái hộp nhỏ, trên bìa mặt có Fonseca cùng Habana chữ. Chu Thân cười nói: "Nhiều thử xem, làm luyện tập." Thẩm Tư Việt nới ra cầm giữ tiểu cô nương khuỷu tay, lười nhác lùi ra sau. Đỗ Vãn Vãn cứng ngắc quay đầu lại, xem nam nhân thâm thúy tuấn lãng khuôn mặt. Thẩm Tư Việt thấy nàng bộ này co quắp bất an tiểu bộ dáng, không khỏi bật cười. "Đừng khẩn trương, tùy tiện tiễn." Đỗ Vãn Vãn cắn môi dưới, đen sẫm sáng mắt to chớp chớp, "Ngươi không phải nói muốn dạy ta thôi." Một bên Chu Thân có chút táo bạo, thay đổi chỉ chân bắt chéo kiều, nghĩ rằng: "Thao, lão tử cũng phải đi tìm cái tiểu cô nương. Thôi, vẫn là không tai họa nhân gia." Hắn bản thân lưu loát tiễn chi cao tư 3 xì gà, một vòng thở ra sương khói. Thẩm Tư Việt điều chỉnh một chút dáng ngồi, thủ một chi xì gà, nắm lên tiểu cô nương trắng non mềm tiểu tay nắm giữ xong nhận xì gà tiễn. Hắn dày rộng bàn tay xúc cảm ấm áp, hoàn toàn bao lấy của nàng tay nhỏ bé, vuốt phẳng, khinh áp. Đỗ Vãn Vãn nhất thời lung lay thần. Tạp sát. Một chi xì gà tiễn tốt lắm. Hắn nới ra bàn tay to, ở nàng bên tai cổ vũ nói: "Đến, thử xem." Đỗ Vãn Vãn tiễn vài căn, lề sách không là quá tiểu chính là lệch lạc không đều, còn có 2 lần thiết đến cà tâm. Rốt cục, ở Thẩm Tư Việt nhẫn nại lần thứ 2 chỉ đạo hạ, Đỗ Vãn Vãn thành công tiễn ra một chi thành công. Nàng không khỏi đại thở ra một hơi. Thẩm Tư Việt châm xì gà, nhẹ nhàng rút một ngụm, cười nói: "Đa tạ phu nhân." Hắn không có nghiện thuốc lá, lướt qua kiếp chỉ. Vân Đoá tiếng cười thanh thúy, nha, các ngươi không thân một chút sao? Đỗ Vãn Vãn trong đầu lập tức hiện ra Vương Tứ Nam cùng Vân Đoá cái kia hôn, gò má lập tức nóng bỏng, đều nhanh thiêu cháy. Cũng may Chu Thân Kiều chân bắt chéo nói. Muốn hôn trở về thân a, lão tử cũng không muốn ăn cẩu lương, sanh tử. Vân Đoá quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tốt nhất đem ngươi sanh tử, miễn cho mang hư thẩm tổng cùng ta nam nhân. Đỗ Vãn Vãn nổi lên hưng trí, nâng lên mắt hỏi. Thân ca không có bạn gái sao? Vân Đoá. Hắn a, nhất cái sọt đâu. Đỗ Vãn Vãn theo bản năng quay đầu nhìn phía sau nam nhân. Thẩm Tư Việt tựa vào trên sofa, cả người trương trì có độ, ngón tay thon dài gian mang theo xì gà. Hắn ánh mắt sâu thẳm xem nàng, bờ môi cầm cười. Đỗ Vãn Vãn có chút do dự, phóng nhẹ giọng âm. Ngươi trước kia, có phải không phải cũng là nhất cái sọt? Thẩm Tư Việt cười, âm điệu hòa dịu. Không có, chỉ có ngươi. 11 giờ rưỡi, Trịnh Hằng đúng giờ xuất hiện. Lão bản, nên nghỉ ngơi. Chu Thân cười nói. Trịnh Hằng a, hiện tại Việt ca đều có Vãn Vãn, ngươi sẽ không ngay cả nhân gia ngủ thời gian đều phải quản đi. Trịnh Hằng khẽ cười. Không dám. Trước khi đi, Vân Đoá lấy điện thoại cầm tay ra. Vãn Vãn, thêm cái vi tính đi, về sau nhiều liên hệ nha. Đỗ Vãn Vãn bỏ thêm của nàng vi tính, loan môi nói. Tốt nha. Tinh Giang Nhất Hào cách ánh mặt trời bờ biển không xa, xe lái không vài phút liền đến mục đích. Đỗ Vãn Vãn kinh ngạc nói. Không phải đi Nam Sơn sao? Thẩm Tư Việt đưa tay sờ sờ tiểu cô nương mau nhung nhung tiểu đầu, tiếng nói thuần hậu. Về sau ngươi liền trụ ta đây nhi, có vấn đề sao? Đỗ Vãn Vãn lắc đầu. Thẩm Tư Việt xuống xe, tự mình vì nàng mở cửa xe. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn học thành lên lầu tiền Thẩm Tư Việt thấp giọng nói với Trịnh Hằng. Ngươi ngày mai tối nay đến, buổi sáng hội chậm lại 1 giờ. Trịnh Hằng lộ ra một cái cười thấu hiểu dung, nhẹ giọng nói. Lão bản cố lên. Đỗ Vãn Vãn không có nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, im lặng đứng ở một bên. Nàng không biết suy nghĩ cái gì, từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mặt mày buông xuống, thần sắc tự do, có loại nhu thuận điềm tĩnh mỹ cảm. Nhất kiên ánh trăng, tĩnh dòng nước thâm. Thẩm Tư Việt đi qua, dắt của nàng tay nhỏ bé, bên môi gợi lên cười. Chúng ta đi thôi. Nam nhân thô lệ bàn tay ấm áp dày rộng, như nguy nga đàn sơn, bao vây trụ nàng sum sê rừng rậm. Đỗ Vãn Vãn thật không ngờ một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, mau cho nàng hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bước vào nhà trọ một khắc kia, của nàng toàn thân tế bào đều phóng thích kháng cự. Thẩm Tư Việt nhìn ra của nàng bất an, khinh khẽ cười nói. Đừng khẩn trương, không tưởng đối với ngươi làm cái gì. Đỗ Vãn Vãn bên tai nóng lên, run rẩy nói. Vậy ngươi trước đem tay buông ra. Nắm chặt thật đúng là nhanh a. Thẩm Tư Việt nới tay, đôi mắt thâm thúy, ẩn ẩn hỏi. Đêm nay phu nhân tưởng thế nào ngủ? Hắn vốn tưởng ôm nàng ngủ, nhưng tiểu cô nương phản ứng rõ ràng không quá thích ứng. Hơn nữa hắn cũng sợ bản thân nửa đêm nhịn không được xâm phạm nhân gia, vậy mất nhiều hơn được. Vợ chồng là cả đời sự tình, lần đầu tiên giường sự tổng yếu cam tâm tình nguyện mới tốt. Không vội ở nhất thời, hắn liền đem quyền chủ động giao đến nàng trên tay. Đỗ Vãn Vãn tránh đi ánh mắt của hắn, nói. Ta đây về sau vẫn là ngủ hướng nam kia gian thứ nằm đi, có thể chứ? Thẩm Tư Việt nói. Hảo. Một đêm tường an vô sự. Thẩm Tư Việt bộ này nhà trọ mỗi một cái phòng đều mang toilet, Đỗ Vãn Vãn rửa mặt sau đi ra phòng ngủ, đến phòng giữ quần áo tùy tiện chọn bộ váy trang. Thẩm Tư Việt đang ngồi ở trên bàn cơm, trước mặt là thâm không màu xám máy tính xách tay. Hắn mỉm cười, phu nhân, buổi sáng tốt lành. Đỗ Vãn Vãn ôm quần áo, dừng bước chân, tìm không ra thích hợp xưng hô, vì thế nói. Thẩm tổng buổi sáng tốt lành. Nói xong, lập tức lưu trở về phòng thay quần áo. Đỗ Vãn Vãn mặc xong quần áo một lần nữa xuất ra, A Di bưng lên bữa sáng. Thẩm Tư Việt khép lại laptop cắt trên sofa, ngồi trở lại bàn ăn. Hắn uống một ngụm cà phê, hỏi. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Đỗ Vãn Vãn gật đầu, một bên cắn trứng luộc một bên mơ hồ không rõ hỏi. Đều 9 giờ, ngươi hôm nay không đi làm sao? Ăn xong điểm tâm lại đi. Thẩm Tư Việt lại hỏi. Cuối tuần tưởng đi nơi nào ngoạn? 2 ngày thời gian, quanh thân thành thị vẫn là có thể đi dạo. Đỗ Vãn Vãn. Có bộ cổ trang diễn chủ nhật muốn vào tổ. Thẩm Tư Việt ôm nhu xem nàng, ta đây đến thăm ban. Đỗ Vãn Vãn vội hỏi. Đừng. Thẩm Tư Việt minh bạch của nàng băn khoăn, nhưng như trước nhịn không được hảo tâm tình đùa nàng. Không muốn bị nhân biết ngươi kết hôn. Đỗ Vãn Vãn vùi đầu ăn đảng, không đáp. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Tư Việt đoan chính tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói. Làm phiền phu nhân giúp ta chọn căn ca rác. Đỗ Vãn Vãn hỏi qua hắn hôm nay muốn mặc tây trang nhan sắc sau, đến phòng giữ quần áo lấy một căn đồng sắc hệ ca rác cùng một căn màu xám bạc ca rác. Nàng đứng ở trước mặt hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy kia căn hảo? Thẩm Tư Việt cười yếu ớt, phu nhân quyết định. Đỗ Vãn Vãn đem màu xám bạc ca rác phóng một bên trên lưng ghế dựa, nắm giữ đồng sắc hệ màu lam đậm ca rác, ánh mắt trong suốt. Muốn ta giúp ngươi hệ sao? Thẩm Tư Việt đứng dậy, vĩ ngạn cao ngất thân hình nhất thời bao phủ lại tiểu cô nương. Hắn cười nói. Đương nhiên. Đỗ Vãn Vãn miếm môi, ngươi hơi chút xuống dưới một điểm là tốt rồi. Hắn theo lời loan loan nửa người trên. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Đỗ Vãn Vãn chậm rãi thay nam nhân hệ ca rác, ngón tay câu làm gian nàng không khỏi tinh thần tung bay, ảo tưởng hắn kéo xuống này ca rác trói chặt nàng hai tay hình ảnh. Rất hổ thẹn. 10 giờ rưỡi, Vân Đoá phát đến vi tính. Vãn Vãn, hôm nay có việc sao? Ta 11:25 tan học, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa nha, hắc ha, Đỗ Vãn Vãn trả lời. A Di nói muốn cấp Thẩm Tư Việt đưa cơm trưa, ngươi buổi chiều có thời gian sao? Vân Đoá phát ra một trương vỗ tay tiểu hoàng nhân biểu cảm, sau đó nói. Đi, buổi chiều gặp. Chu A Di làm tốt cơm, đem Đỗ Vãn Vãn kêu nhập phòng bếp, có thể hay không phiền toái phu nhân thiết hạ tiểu cà chua. Đỗ Vãn Vãn tiếp nhận A Di đưa qua hoa quả đao, cười nói. Không phiền toái. Cẩn thận thủ. Không có việc gì. Đỗ Vãn Vãn tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng tiếp điểm này nọ vẫn là không thành vấn đề. Rất nhanh, nàng liền thiết xong rồi bác lạp thánh nữ quả, cũng ở A Di yêu cầu vạt áo thành tình yêu hình dạng. A Di mặt mũi hiền lành cười nói. Phu nhân thực hiền lành, cấp tiên sinh làm tinh mỹ cơm trưa đâu. Đỗ Vãn Vãn ngượng ngùng nắm lấy trảo tóc. Nàng chỉ phụ trách thiết thánh nữ quả cùng khép lại A Di chuẩn bị tốt đồ ăn giữ ấm cặp lồng cơm. A Di nói. Phu nhân không trước cấp tiên sinh gọi cuộc điện thoại đi qua sao? Lập tức, nàng vừa cười nói. Không đánh cũng hảo, thế này mới cũng đủ kinh hỉ. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Đỗ Vãn Vãn cười cười, thuận miệng hỏi. Này 2 phân đồ ăn, một khác phân là chuẩn bị cho Trịnh Đặc Trợ sao? Ta nghe Trịnh Đặc Trợ nói, Thẩm Tư Việt còn có một vị trên công tác trợ lý, muốn hay không cho hắn cũng chuẩn bị 1 phần. A Di xảo tiếu nói. 2 phân đồ ăn, đương nhiên là phu nhân cùng tiên sinh cùng nhau ăn. Đỗ Vãn Vãn thế mới biết, không là muốn nàng ăn xong cơm trưa lại đi cấp Thẩm Tư Việt đưa cơm. Đỗ Vãn Vãn lần trước đến thời điểm liền phát hiện, này gian trong nhà trọ này nọ mua sắm thật sự đầy đủ hết. Không riêng gì phù hợp nàng số đo quần áo, ngay cả đồ trang điểm, hộ phu phẩm cũng đều là nàng quen dùng. Còn có không ít nàng vừa hồi lâu nhưng luôn luôn không bỏ được xuống tay, tỉ như xanh nước biển chi mê hệ liệt. Đỗ Vãn Vãn hoa 10 phút triệt cái trang, nhấc lên giữ ấm thùng xuất môn. A Di tri kỷ đưa lên một phen che nắng ô, phu nhân trên đường cẩn thận nga. Nhưng mà câu này lại bình thường bất quá dặn, giống như là một câu ma chú. 10 phút sau, Đỗ Vãn Vãn đi đến một nhà ven đường tiệm thuốc, tính toán mua túi khẩu trang y khoa, không thể bị Hoàng Vũ nhân viên công tác nhìn đến mặt, nàng cũng không muốn gặp phải phiền toái gì đến. Mà biến cố chính là nàng mua xong khẩu trang theo tiệm thuốc lúc đi ra phát sinh. Một cái vội vàng chạy vào tiệm thuốc môn bà không cẩn thận đụng vào Đỗ Vãn Vãn, giữ ấm thùng liền xa như vậy xa bay đi ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào đi ngang qua xe rác. Nhưng không có việc gì, chính là cơm không có. Đỗ Vãn Vãn nghĩ rằng, hoàn hảo trước đó không có nói cho Thẩm Tư Việt cấp cho hắn đưa cơm. Bởi vậy, nàng liền phát ra điều vi tính giọng nói, trước tiên ước Vân Đoá xuất ra. Mà cố tình, Thẩm Tư Việt bên này, đã được đến Đỗ Vãn Vãn sẽ đến đưa cơm tin tức. Hắn một buổi sáng tâm tình đều đặc biệt hảo, ngay cả khai kỹ thuật hội nghị khi, chỉ ra người phụ trách mấy chỗ mấu chốt tính sai lầm cũng là vẻ mặt ôn hòa. Phải biết rằng, thường lui tới vị này chấp hành tổng tài nhưng là vạn năm băng sơn mặt, không bảo nổi sẽ không sai lầm rồi. Bất quá nhiều năm qua, hắn liên phát tiêu đều là một bộ xa cách lãnh đạm khắc chế bộ dáng, lệ khí mang lãnh. Hội nghị tiến hành đến phần sau trình, Thẩm Tư Việt đột nhiên mở miệng nói. Đại gia vất vả, ăn cơm trước bãi, 2 giờ chiều tiếp tục. Chương 19. 19. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Hình chiếu Bình Tiền CTO Vi Lăng, tổng tài trợ lý Chu Gia Vĩ hạ giọng chống lại thủ Thẩm Tư Việt nói. Tổng tài, cặp lồng đựng cơm như thế này hội đưa lên đến. Mỗi lần hội nghị khai không xong, tổng hợp lại quản lý bộ đều sẽ phụ trách cấp đại gia đính bữa. Thẩm Tư Việt hôm nay thập phần khác thường, câu môi nói. Không quan trọng, trước nghỉ ngơi, buổi chiều mở lại. Của hắn tiểu cô nương cấp cho hắn đưa tình yêu dễ dàng đi lại đâu. Cao quản nhóm nối đuôi nhau mà ra, Chu Gia Vĩ giáp khởi máy tính xách tay, cùng nhau ăn cơm. Thẩm Tư Việt quyết đoán cự tuyệt. Không xong, ngươi đi đi. Thẩm Tư Việt không cái bụng ở văn phòng chờ khi, Đỗ Vãn Vãn đang cùng Vân Đoá ăn ngày liêu. Đỗ Vãn Vãn cắn khẩu tôm chiên tempura, nói. Mỗi lần ăn ngày liêu đều cảm giác ăn không đủ no, một chút cũng rất quý. Vân Đoá hào sảng nói. Hôm nay ta mời khách, tùy tiện ăn. Nàng dừng một lát, hỏi. Vãn Vãn, các ngươi nữ diễn viên không khống chế thể trọng sao? Tempura làm sốt giòn du tạc thực phẩm, nhiệt lượng cũng không thấp. Hẳn là muốn khống chế đi, nhưng là ta thông thường không khống chế. Ta không xương tiểu, tàn thịt. Đỗ Vãn Vãn thỏa mãn muốn kiểm tra bụng nhỏ. Ngươi mấy cân? Có 90 sao? Đỗ Vãn Vãn. Gần 100 cân. Vân Đoá im lặng, xem xét một lát của nàng tiểu cánh tay cẳng chân, hỏi tiếp nói. Ngươi có phải không phải thường xuyên tập thể hình? Đỗ Vãn Vãn vươn cánh tay, chớp mắt to nói. Ngươi sờ sờ. Vân Đoá nhấc sờ, thở dài. Xúc cảm thật tốt, Thẩm tổng thực hạnh phúc. Đỗ Vãn Vãn. Hạnh phúc Thẩm tổng giờ phút này nâng tay nhìn PATEK Philip đồng hồ. 12 điểm. Đại khái là trên đường đổ. Thật sự là vất vả tiểu cô nương chuyên môn chạy lần này. Thẩm Tư Việt bác thông điện thoại nội bộ, đính thúc hoa, 99 đóa hoa hồng đỏ. 999 đóa muốn đề 2 ngày trước tài năng đính đến tốt, lưu đến lần sau đi. Lại qua nửa giờ, Chu Gia Vĩ gõ cửa tiến vào, tổng tài, ta đóng gói một phần cặp lồng đựng cơm. Thẩm Tư Việt khoát tay, nói. Không cần. Tiểu cô nương hẳn là nhanh đến. Mà bên kia, Đỗ Vãn Vãn cùng Vân Đoá đã rượu chừng cơm no, vui vẻ thủ tay trong tay dạo quần áo. Vân Đoá vừa đi một bên tùy tiện cho nàng phổ cập khoa học Chu Thân cùng Vương Tứ Nam chuyện phong lưu. Chu Thân người nọ là cái điển hình hoa hoa công tử, bản thân là cái kinh vòng công tử ca, của cải rất hậu. Bất quá hắn người này du hí nhân gian, không vui chịu trói buộc, thế này mới chuyên môn chạy phía Nam đến làm gia hội sở ngoạn nhạc. Chu Thân trước kia không gọi tên này, là chính bản thân hắn sửa. Nguyên danh rất dễ nghe, kêu Chu Đình Yến, cung Đình Yến hội Đình Yến. Ta hỏi qua hắn, cũng hỏi qua Vương Tứ Nam, nhưng bọn hắn đều có lệ ta, chính là không nói với ta vì sao lại cải danh. Chu Thân đổi bạn gái cùng thay quần áo dường như, kia đoạn có thể duy trì nhất 2 tháng liền tính trưởng. Hắn kia khuôn mặt bản thân liền rất yêu nghiệt, cho nên bị hắn thông đồng thượng mùi giấy cũng là không được đầy đủ là vì tiền, luân hãm nhan giá trị cũng không ít. VWL dàn nhạc thổi ống sáo Trâu Tuyết Nguyệt cùng hắn thanh mai trúc mã, nhân gia đối hắn mối tình thắm thiết đâu, nhưng là đi. Ai, hảo hảo mùi giấy mắt bị mù, cố tình coi trọng hắn. Đỗ Vãn Vãn ức chế không được bản thân bát quái chi hồn, cái kia tiểu tỷ tỷ thật thích Chu Thân. Sau đó đâu? Vân Đoá thản nhiên cười, nói. Chu Thân đem nàng giới thiệu cho nhà các ngươi Thẩm tổng, Thẩm Tư Việt. Đỗ Vãn Vãn trong lúc nhất thời đầu óc không chuyển qua loan đến. Giới thiệu cho Thẩm Tư Việt làm chi? Vân Đoá tao nhã trợn trừng mắt, độc thân nam nữ, còn có thể làm chi? Đỗ Vãn Vãn. Phốc xích, nhìn ngươi này tiểu biểu cảm. Vân Đoá điểm điểm Đỗ Vãn Vãn chóp mũi, cười nói. Yên tâm, Thẩm Tư Việt không vui thanh sắc khuyển mã Việt, đương nhiên sẽ không cùng Châu Tuyết Nguyệt phát sinh chút gì. Đây đều là 2-3 năm trước chuyện, Thẩm Tư Việt minh xác cự tuyệt sau đâu, Chu Thân lại đem Châu Húc Nguyệt giới thiệu cho Vương Tứ Nam. Chật chật, ngươi nói một chút, Chu đại công tử có đủ hay không vô liêm sỉ? Đỗ Vãn Vãn nở nụ cười, nguyên lai ngươi là oán trách hắn cấp tiểu vương tổng. Không, không có. Vân Đoá không chút để ý đánh gãy nàng. Vương cẩu chuyện ta lười quan tâm, chủ yếu đi, ngươi không biết là Chu Thân đặc biệt chẳng ra gì sao. Đem ái mộ bản thân cô nương hướng huynh đệ bên người thôi, này tính cái gì thao tác. Mất đi ta lúc đó còn không biết hắn, bằng không ta khẳng định vọt tới trước mặt hắn đi, bôn bôn hắn làm nhân. Đỗ Vãn Vãn lực chú ý ngắm nhìn ở Vương cẩu hai chữ thượng, hâm mộ nói. Vương cẩu, là ngươi đối tiểu vương tổng biệt danh sao? Vân Đoá thao thao bất tuyệt đứng lên. Ta với ngươi giảng, Vương Tứ Nam người này khả cẩu. Thẩm Tư Việt bụng đã bắt đầu hát không thành kế. 1 giờ chiều 40. Hắn rốt cục nhịn không được, lo lắng tiểu cô nương có phải không phải trên đường gặp cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ như thế, hắn chạy nhanh đánh gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang 2 tiếng đã bị chuyển được, tiểu cô nương giòn tan thanh âm truyền tới. Uy, như thế nào nha? Thẩm Tư Việt mỉm cười, hỏi. Ở đâu? Cùng Vân Đoá xuất ra dạo phố. Thẩm Tư Việt tiếp tục mỉm cười, ôn nhu nói. Ân, hảo. Chậm rãi ngoạn, có việc đánh ta điện thoại. Đỗ Vãn Vãn. Tốt, chúng ta muốn đi ăn kem, tái kiến nha. Đầu kia điện thoại, mơ hồ có thể nghe thấy Vân Đoá thúc giục thanh. Thẩm Tư Việt bảo trì mỉm cười, hảo, tái kiến. Thiên hạ này ngọ hội, Thẩm Tư Việt sắc mặt thập phần khó coi. CTO nơm nớp lo sợ nói xong sau, Chu Gia Vĩ xin chỉ thị Thẩm Tư Việt. Tổng tài, này hạng mục chúng ta cần đánh giá một chút. Thẩm Tư Việt lạnh lùng nói. Ân. Hội sau, Chu Gia Vĩ đứng ở tổng tài làm, tận chức tận trách nói. Tổng tài, ngày hôm nay trạng thái không quá thích hợp. Thẩm Tư Việt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nơi nào không thích hợp. Chu Gia Vĩ. Cảm xúc hóa. Buổi chiều hội thường, Thẩm Tư Việt trạng thái cùng bình thường vô nhị. Nhưng là bởi vì hắn buổi sáng triển lộ ra hiếm có ôn hòa mặt, bởi vậy liền phụ trợ buổi chiều lãnh đạm, làm người ta nhìn thấy mà sợ, trong lòng run sợ. Đương nhiên, làm người ta trung, cũng không bao hàm Chu Gia Vĩ. Thẩm Tư Việt gật đầu. Xưa nay không đi quá giới hạn Chu Gia Vĩ câu môi nói. Cùng phu nhân cãi nhau. Thẩm Tư Việt cười nhẹ, không có cãi nhau. Chu Gia Vĩ nhìn đến hắn phản ứng sau, hiểu rõ cười, lộ ra một bộ ta chỉ biết ngươi nha đột nhiên không bình thường khẳng định cùng lão bà ngươi có liên quan, biểu cảm. Thẩm Tư Việt có chút ngượng ngùng, nắm tay thanh khụ 2 tiếng, chủ nhật tiệc rượu ta với ngươi cùng đi. Vốn Thẩm Tư Việt đã làm hảo an bày, không tham dự nên tiệc rượu, nhưng là đã Đỗ Vãn Vãn tiến tổ quay phim, kia hắn sẽ không tất bài trừ chủ nhật đến. Chu Gia Vĩ không có hỏi nhiều, đáp. Tốt. Chu Gia Vĩ ở trong thang máy gặp được tài vụ tổng giám. Tài vụ tổng giám quấn quýt lấy hắn hỏi. Tổng tài thất tình. Chu Gia Vĩ như cũ lãnh đạm. Không rõ ràng. Tài vụ tổng giám thở dài một hơi, buôn bán đám hỏi, liền tính hai người tưởng bài điệu, cũng rất khó ly hôn đi. Chu Gia Vĩ nhìn không chớp mắt, không có nói tiếp. Tài vụ tổng giám tiếp tục bát quái nói. Ngươi cùng tổng tài phu nhân tiếp xúc quá sao? Thế nào, Đỗ gia kia vị tiểu thư bộ dạng xinh đẹp sao? Chu Gia Vĩ công thức hóa trả lời. Không có, không biết. Hoàng Vũ là co giảng công tác chế, 5 giờ chiều đến 6 điểm tan tầm. Thẩm Tư Việt công tác bận rộn, cần phê duyệt văn kiện cũng nhiều, 9 giờ rưỡi đêm còn có một cùng Anh Quốc hợp tác phương video clip hội nghị. Đối phương thái độ ngoan cố, chắc hẳn hội nghị khó có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Bởi vậy, Thẩm Tư Việt mang theo chưa xử lý hoàn nhất sắp văn kiện, chạy về ánh mặt trời bờ biển. Mặc kệ thế nào, trước cùng tiểu cô nương đem cơm chiều cùng nơi ăn lại nói. Nhưng mà, thiên bất toại nhân nguyện. Trong phòng trống rỗng, tiểu cô nương dép lê chỉnh tề cát, rõ ràng còn chưa trở về. Thẩm Tư Việt buông hoa hồng, phát ra cái tin nhắn. Phu nhân khi nào về? Đỗ Vãn Vãn rất mau trở lại tin nhắn. Ta ở nhà nha, Ngươi chừng nào thì trở về ô vô? Thẩm Tư Việt có loại điềm xấu dự cảm, lúc này hỏi nàng. Ngươi ở Nam Sơn? Đỗ Vãn Vãn. Cuối tuần không đều là phải về gia gia nơi này sao? Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Thẩm Tư Việt xem xong nàng hồi tới được tin nhắn, một tay chống đỡ ngạch, nhéo nhéo mi tâm. Hắn thật sự là nhịn không được tưởng bạo một câu thô khẩu. Đỗ Vãn Vãn lại phát ra cái tin nhắn đi lại. Ngươi ở trên đường về sao? Thẩm Tư Việt phân ra khóa bình, ngón tay thật nhanh đè xuống hai hàng tự. Các ngươi ăn đi, không cần chờ ta, buổi tối có hội. Đỗ Vãn Vãn dây hồi. Vậy ngươi đêm nay hoàn trả đến ngủ sao? Thẩm Tư Việt bên môi gợi lên cười, phảng phất tiểu cô nương đang đứng ở trước mặt ngưỡng từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhũn hỏi hắn. Trong lòng hắn buồn bực cùng phiền chán nhất thời tiêu hơn phân nửa, vừa đánh xong xem tình huống, ba chữ, lo nghĩ, lại sang điệu. Phu nhân tưởng ta trở về sao? Một câu này, như đá chìm đáy biển. Nàng không có lại hồi tin tức. Cơm chiều thời điểm, Thẩm lão gia tử cười híp mắt hỏi. Vãn Vãn, nghe nói ngươi gần nhất ở tại A Việt trong nhà trọ. Liền tối hôm qua ở một chút. Phía trước bị Thẩm Tư Việt đãi đến tiếp rượu lần đó, vẫn là không đề cập tới. Đỗ Vãn Vãn ban đêm 11 điểm đi vào giấc ngủ, Ngủ Tiền vốn định phát cái tin nhắn hỏi một chút Thẩm Tư Việt có trở về không, nhưng rối rắm vài phút sau, nàng ở rối rắm trung đang ngủ. Không biết qua bao lâu, trên mặt có gần sát nóng rực xa lại nhiệt độ cơ thể. Nàng ngủ không an ổn, mơ mơ màng màng chuyển tỉnh. Đưa tay không thấy 5 ngón tay trong đêm đen, nam nhân hơi hơi thở thanh gần trong gang tấc. Đỗ Vãn Vãn cảnh linh mãnh liệt, trong lòng một cái giật mình, cả người nhất thời tỉnh táo lại. Nàng không kịp suy xét, phản xạ tính đưa tay lung tung thôi đánh phía trước nhân. Trong phút chốc, của nàng hai cái tay nhỏ bé đều bị một cái giày rộng đại nắm giữ trong tay. Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Thẩm Tư Việt một tay bắt được tiểu cô nương trắng nõn nhẵn nhụi hai cái tay nhỏ bé, tiếng nói trầm thấp. Lá gan phì, tin nhắn cũng không hồi. Khi nói chuyện, hắn đem của nàng hai tay cử quá mức đỉnh. Đỗ Vãn Vãn, tuy rằng tối đen một mảnh, nhưng là, này thật sự rất hổ thẹn thôi. Đỗ Vãn Vãn khẩn trương ngập ngừng. Ngươi, muốn làm cái gì? Dựa vào đến ta trên vai đến, cho ngươi 10 giây. Đỗ Vãn Vãn không lên tiếng. Trong bóng đêm, nam nhân phát ra một tiếng dễ nghe cười nhẹ. Hắn không có chờ chừng 10 giây nhẫn nại, trực tiếp đem tiểu cô nương ấn nhập trong dạ. Nàng không an phận từ chối vài cái, muốn tránh ra đi. Làm cho ta ôm một lát. Hắn phụ đến của nàng bên tai, cánh môi dán nàng xương sụn mê người nhĩ khuếch, bán uy hiếp bán triền miên nói. Lại động, tự gánh lấy hậu quả. Đỗ Vãn Vãn mẫn cảm cảm thấy được xương cùng phía sau có cái gì vậy cứng rắn. Nàng minh bạch kia là nam nhân mổ cái bộ vị, trong óc ông một chút, vẻ mặt sung huyết. Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Đỗ Vãn Vãn nửa phần không cảm động đạn, tùy ý hắn nhu trong ngực trung. Nam nhân ngón tay thon dài ở nàng như tơ lụa bàn ô phát gian qua lại, tiếng nói dĩ nhiên khàn. Vãn Vãn thực ngoan. Ái muội như thủy triều bàn lan tràn, đem quanh mình không khí giảo một đoàn cực nóng. Trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc bắt đầu rung động. Hắn một lần nữa giơ lên của nàng hai tay, trừng phạt tính cắn cắn của nàng nhĩ tim. Đỗ Vãn Vãn bị này trận tê dại điện lưu nhất kích thích, cả người đều sụi lơ xuống dưới. Hắn ôm nhu lại bá đạo mở miệng. Mới tùng một lát thủ, sẽ không ngoan. Đỗ Vãn Vãn trong thanh âm không cảm thấy khu thượng khóc nức nở. Ta không nhúc nhích, ta không nghĩ động, ta nhịn không được. Nàng không mở miệng hoàn hảo, nhất mở miệng, Nguyễn Nhu khiếp đảm âm điệu biến thành hắn càng sao động. Thẩm Tư Việt trong lòng bỗng dưng hướng cái trước hắc ám ý niệm, thật muốn đem nàng áp ở dưới thân, xem nàng lệ trong suốt cầu xin tha thứ, sau đó thô bạo mãnh liệt đem nàng ăn sạch sành sanh. Lúc hắn phản ứng đi lại khi, hắn đã đem nàng áp đến trên giường. Tiểu cô nương còn tại nức nở. Ta bất động, ngươi không cần, bất động, ta bất động. Thanh âm một chút, như mê hoặc bàn mời. Thẩm Tư Việt miễn cưỡng kéo về lý trí, nới ra tay nàng, hai tay chống đỡ giường. Hắn hít sâu một hơi, tiếng nói câm không thành bộ dáng. Không muốn nói chuyện, không nghĩ xảy ra chuyện đừng nói là nói. nàng lập tức ngừng nức nở thanh. Phòng trong yên tĩnh một mảnh, tĩnh đến phảng phất có thể nghe được đến không khí chậm chậm lưu động thanh âm. Đỗ Vãn Vãn khắp trong óc đều bị e ngại sở tràn ngập, thân thể cảm quan tất cả đều là hắn mang đến tê dại cùng sợ run. Nàng nóng lòng thoát khỏi của hắn khống chế, vì thế liền vội vàng vươn mũi chân để thượng của hắn ngực, ý đồ đem nhân ra bên ngoài thôi. Trong bóng đêm, nam nhân nguy hiểm thanh âm lại lần nữa vang lên. Đỗ Vãn Vãn, ngươi biết cái gì kêu lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Đỗ Vãn Vãn, ngươi cảm thấy Thẩm Cẩu này xưng hô thế nào nha? Thẩm Tư Việt. Cẩu một điểm, liền đem ngươi ăn. Chương 20. 20. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Đỗ Vãn Vãn rung lên, yên lặng thu hồi chân. Nhưng mà, trong phút chốc, mắt cá chân đã bị nam nhân cầm. Bàn tay buộc chặt. Thô lệ xúc cảm, kích khởi trong tay non mềm da thịt sợ run. Đỗ Vãn Vãn quả thực đều nhanh khóc. Đỗ Vãn Vãn có một loại mãnh liệt dự cảm, tối nay, nàng khả năng liền muốn thất thân. Tuy rằng nàng đã bắt đầu thông qua bá đạo tổng tài văn làm giai đoạn trước chuẩn bị, nhưng là nàng hoàn toàn đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng a uy. Của hắn năm ngón tay ở nàng trơn mềm mắt cá chân thượng tìm cái vòng, thô lệ ấm áp chỉ phút chậm rãi vuốt phẳng. Đỗ Vãn Vãn lại chiến một chút. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành cái gọi là không lên tử sẽ không phải chết. Đỗ Vãn Vãn lâm vào thật sâu hối hận trung. Nếu nàng mới vừa rồi không có nhấc chân muốn đá văng ra hắn, hiện tại liền sẽ không. Hắn ác thú vị nhéo nhéo của nàng gót chân. Đỗ Vãn Vãn. Quy a quy. Mặc kệ ngươi vận dụng cái gì thủ đoạn, ta đều sẽ không khuất phục. Trong lòng nàng nghĩ như thế. Tiếp theo, nam nhân cười nhẹ. Khuất phục. Đỗ Vãn Vãn hơi giật mình. Ngô, nàng giống như, trực tiếp đem trong lòng nghĩ tới nói, theo trong miệng nói ra. Một câu phi thường phù hợp bá tổng văn trung nhu nhược vai nữ chính lời kịch lời nói. Mắt cá chân buông lỏng. Đỗ Vãn Vãn theo bản năng đem chân lùi về đến, vùi vào mềm nhẹ trong chăn. Nam nhân tiếng hít thở dần dần ổn định xuống, ta muốn bật đèn. Cái kính, đừng làm cho ta xem gặp ngươi. Nghe vậy, Đỗ Vãn Vãn vội vàng lưu loát tiến vào trong ổ chăn, lông bị mai quá mức. Tốt lắm liền chi một tiếng. Đỗ Vãn Vãn. Chi. Minh sáng đèn quang xuyên thấu qua lông cùng miên ma khe hở hắt vào. Đỗ Vãn Vãn mở to mắt, chớp vài cái. Một viên bất ổn tâm hướng tới vững vàng. Đỗ Vãn Vãn vảnh tai. Phòng ngủ trải ra thảm, nghe không ra tiếng bước chân. Bất quá vài phút sau, bên ngoài truyền đến một trận lột bột tiếng đóng cửa. Đỗ Vãn Vãn phân biệt xuất ra, này trận đóng cửa thanh âm rõ ràng là phòng tắm truyền đến. Cửa phòng tắm tiếng đóng cửa tương đối thanh thúy, mà cửa phòng tiếng đóng cửa tương đối rất nặng. Thẩm Tư Việc này gian phòng tắm là ở phòng ngủ bên trong. Đỗ Vãn Vãn theo trong chăn chui ra đến, nắm lên tủ đầu giường di động cấp Trịnh Chỉ Linh phát vi tính tin tức. Nguy hiểm thật, ba người ta kém chút bị Thẩm Tư Việc cấp ăn. Trên di động biểu hiện, rạng sáng 02:21, Trịnh Chỉ Linh đương nhiên không có khả năng tại đây cái điểm hồi nàng tin tức. Đỗ Vãn Vãn buồn ngủ toàn vô, mở ra áp soát Weibo. 20 phút sau, phòng tắm vòi hoa sen thanh âm ngừng, một thoáng chốc, vang lên tiếng mở cửa. Đỗ Vãn Vãn chạy nhanh chui hồi trong ổ chăn, cái nghiêm nghiêm thực thực, ngay cả một căn tóc đều không có lộ ra đến. Thẩm Tư Việt luôn luôn không có đi ra ngoài. Đỗ Vãn Vãn không có nghe thấy tiếng đóng cửa. Vì thế, nàng dè dặt cẩn trọng thăm dò đầu. Hắn không có mặc dục bào, nửa người dưới một cái màu đen đại quần cộc, hai cái đùi thon dài rắn chắc. Đỗ Vãn Vãn ánh mắt chậm rãi thượng di. Nam nhân trên thân xích, lõa, cơ bắp nhanh thực, cơ bụng nhân ngư tuyến nhìn một cái không sót gì. Đỗ Vãn Vãn nhịn không được nuốt nước miếng. Nam nhân đi phía trước động nửa bước. Đỗ Vãn Vãn kinh hoảng nâng lên mắt thấy hướng mặt hắn. Của hắn tóc đen ướt sũng, nhỏ vụn ghé vào trước trán, tràn ngập một cổ cấm dục hạ tình dục cảm. Hắn cũng đang xem nàng, màu sắc tối đen. Nàng nhất thời xem ngây người, hồng nhuận no đủ miệng nhỏ khẽ nhếch. Thẩm Tư Việt câu môi, tiếng nói lành lạnh từ tính, hai phân trêu tức. Đỗ tiểu thư, tự hồ muốn làm chút gì. Nháy mắt, lông xù tiểu đầu nhanh như chớp chui hồi chăn bông, phình một đoàn. Một lát sau, Đỗ Vãn Vãn nghe được hắn nói. Ta trước đi ra ngoài, ngủ ngon. Cửa phòng đóng lại thanh âm vang lên, nàng rốt cục đem treo cao trái tim sắp đặt xuống dưới. Ngày kế sáng sớm, Đỗ Vãn Vãn tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là như thường lui tới bàn mở ra vi tính. Trịnh Chỉ Linh đã trở về vài điều tin tức. Nga a, cho nên này kém chút, rốt cuộc có hay không kém chút. Dê, nửa đêm, hắn sẽ không vụng trộn lưu thượng của ngươi giường đi. Chúng ta Vãn Vãn là dục cự còn nên vẫn là dục nên còn cự đâu. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành, trễ đại tiểu thư, xin hỏi ngươi là phủ theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ đâu. Kích cỡ như thế nào, còn thích ứng không? Đỗ Vãn Vãn nhìn đến kích cỡ hai chữ, trên mặt nhất thời thiêu cháy. Nàng trở về bốn chữ sau nhanh chóng ấn diệt di động màn hình, bắt buộc bản thân không lại suy nghĩ tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Nàng thay xong quần áo, rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng thời điểm, Thẩm Tư Việt đang ngồi ở trong sofa xem xét trợ lý sửa sang lại quá điện tử bưu kiện. Hắn thần sắc tự nhiên hướng nàng chào hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Đỗ Vãn Vãn nội tâm rít gào. Ta tối hôm qua ngủ ngon không tốt, trong lòng ngươi không điểm 13 sổ nha. Bất quá, nàng chỉ dám ở trong lòng châm chọc hạ, trên mặt trở về một cái lễ phép tươi cười. Thẩm Tư Việt nhíu mày, tà tà tựa vào trên sofa, khó được biểu lộ vài phần thế gia đệ tử phong lưu dạng. Hắn áo trong cổ áo giải hai khỏa nút áo, mê người cơ ngực đường cong như ẩn như hiện. Đỗ Vãn Vãn bỗng chốc nghĩ đến hắn người ngư tuyến, vội vàng dời ánh mắt, gò má đỏ ửng. Thẩm Tư Việt đứng dậy, bước đại chân dài đi đến nàng bên cạnh người. Tiểu cô nương đường cong linh lung giữa lưng không doanh nắm chặt, hắn nhìn hai mắt, phía dưới liền dâng lên một cổ khô nóng. Thẩm Tư Việt ho khan hai tiếng, kìm lại nắm lấy đi ý tưởng, thản nhiên nói. Đi thôi, ăn điểm tâm đi. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước xuất môn. Đỗ Vãn Vãn theo sau. Thẩm Tư Việt xem đối diện cúi đầu uống tử khoai cháo tiểu cô nương, như có đăm chiêu. Hắn không là cái người hay nói, cũng không biết hiện tại tiểu cô nương thích gì dạng trọng tâm đề tài. Dù sao giữa bọn họ cách 6 năm, ấn lão một điểm cách nói, 3 năm một thế hệ câu, đều là hai cái hồng câu. Kỳ thực cũng không hẳn vậy, hắn chẳng phải không biết hiện tại tiểu cô nương thích gì dạng trọng tâm đề tài, mà là, luôn luôn đều không biết nữ hài tử thích gì dạng trọng tâm đề tài. Tươi đẹp ánh mặt trời sái tiếng cửa sổ, từng đợt vàng óng ánh bao phủ bé bỏng thân ảnh. Thẩm Tư Việt chậm rãi nói. Hiện tại khí tốt lắm, chúng ta đi chỗ nào? Đỗ Vãn Vãn theo lặng yên không một tiếng động ăn cháo biến thành cô lỗ ăn cháo, hàm hồ đáp một câu. Thỉnh đem nhóm tự xóa. Thẩm Tư Việt. Đỗ Vãn Vãn. Đỗ Vãn Vãn tiểu đầu mai càng thấp, sợ hãi nói. Đều có thể. Tối hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, nàng cảm thấy bản thân tùy thời có khả năng sẽ bị ăn luôn nha. Đợi chút. Không hiểu tiểu chờ mong cùng tiểu hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Thẩm Tư Việt đương nhiên sẽ không hiểu rõ của nàng tiểu tâm tư, dùng phi thường bình thường miệng hỏi. Ngươi xác định muốn đem quyền chủ động giao cho ta. Những lời này ở Đỗ Vãn Vãn nghe tới không khác, ngươi xác định muốn đem ngươi thân thể quyền chủ động giao cho ta. Đỗ Vãn Vãn yên lặng buông thìa. Thẩm Tư Việt không biết được của nàng não bổ, chỉ làm nàng đây là kháng cự của hắn tiếp cận, vì vậy ngữ khí không khỏi lãnh đạm xuống dưới. Không muốn cùng ta đi ra ngoài. Nàng cắn cắn phấn nộn cánh môi, tội nghiệp xem hắn. Ta ngày mai muốn vào tổ. Căn cứ bá tổng văn giáo tài sở thuật, lần đầu tiên khẳng định hội cực kỳ không thể miêu tả. Sao như muốn hảo hảo nghỉ ngơi, ảnh hưởng công tác sẽ không tốt lắm. Điểm tâm sau khi kết thúc, Đỗ Vãn Vãn lấy tưởng niệm cha mẹ vì từ theo Thẩm Tư Việt bên người chạy mất. Ngày kế, không lại hồi ánh mặt trời bờ biển, trực tiếp đi thành phố M. Đỗ Vãn Vãn lần này đến thành phố M ảnh thị thành quay chụp tương quan diễn phân, tạm thời sau 6 ngày đương kỳ. Tiểu diễn viên cụ thể quay chụp thời gian tùy thời khả năng phát sinh biến hóa, bởi vậy nói không chừng hội kéo dài. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành Đỗ Vãn Vãn sắm vai là nữ chính nhị tẩu, mấy ngày nay quay chụp nhà giam cùng xử trảm bộ phận diễn. Này bộ diễn vai nữ chính là đương hồng hoa nhỏ Vi Đăng Lâm, Đỗ Vãn Vãn chỗ công ty Tinh Duyệt Giải Trí hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ. Vi Đăng Lâm người đại diện trước đó theo Quan Thịnh chỗ kia được đến phải giúp vội chiếu kháng Đỗ Vãn Vãn chỉ lệnh, bởi vậy đối nàng có chút nhiệt tình. Ngày đầu tiên diễn phân sau khi kết thúc, trở lại khách sạn, Vi Đăng Lâm bất mãn mà hỏi người đại diện. Ngươi sao lại thế này? Làm chi ghé vào họ Đổ tiểu nha đầu trước mặt đi theo làm tùy tùng. Người đại diện cẩn thận đóng cửa lại, cười nói. Bên trên giao cho, tận lực chiếu kháng một chút nàng. Dù sao, đều là đồng nhất cái công ty. Vi Đăng Lâm suy cười một tiếng, kia vị công tử ca coi trọng nàng. Sẽ không là ta Quan tổng coi trọng nàng thôi. Ai biết được. Vi Đăng Lâm. Nàng nhưng là rất thông minh, không bạch hạt kia khuôn mặt. Chỉ là chung quy rất tuổi trẻ, tưởng dựa vào nam nhân. Không khỏi quá ngây thơ rồi, nào có đáng tin đâu. Ngày kế, Vi Đăng Lâm cùng Đỗ Vãn Vãn có đối thủ diễn. Một tuần kịch xuống dưới, Đỗ Vãn Vãn hiện ra vừa đúng kỹ thuật diễn. Vi Đăng Lâm đối nàng hèn mọn bỗng dưng tiêu không ít, vui lòng đề điểm nàng một câu. Tự thân điều kiện không kém, đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng. Đỗ Vãn Vãn tuy rằng nghe không hiểu của nàng ngôn ngoại chi ý, nhưng vẫn là cười mắt cong cong đáp. Cảm ơn Lâm tỷ. Buổi chiều chụp chặt đầu hành hình diễn phân. Chuyện xưa trung, vai nữ chính phụ thân chịu khổ gian nhân làm hại, phụ thân cùng hai vị huynh trưởng chết trận xa trường, người một nhà già trẻ hạ ngục đãi xử quyết. Hành hình ngày đó, nữ chính đại tẩu nhị tẩu trước sau bị chém, ở nữ chính bị khảm tiền, hoàng đế thánh chỉ khoan thai đến chậm. Cho nên Đỗ Vãn Vãn hôm nay muốn diễn là bị chặt đầu diễn. Trước phối hợp Vi Đăng Lâm diễn vai nữ chính màn ảnh. Ở Đỗ Vãn Vãn bị răng rắc khảm rơi đầu sau, cung đình nội thị dơ lên cao thánh chỉ cưỡi ngựa mà đến. Đao hạ lưu nhân. Đương nhiên, kỳ thực bị khảm là bù nhìn bóng dáng, mà âm hiệu tắc sẽ ở hậu kỳ hơn nữa. Vi Đăng Lâm nghiệp vụ năng lực không thể nghi ngờ, Đỗ Vãn Vãn cũng không kém, thuận lợi một lần quá. Tiếp theo chụp hoàng vai nữ chính đặc tả màn ảnh sau, lại vỗ hành hình tiền diễn phân. Đỗ Vãn Vãn cũng có một đặc tả, đao phủ đem đao đặt ở nàng trên cổ thời điểm. Nói như vậy, giống Đỗ Vãn Vãn các nàng như vậy tiểu phối hợp diễn cẩn trọng chụp một ngày, tiễn xuất ra có màn ảnh diễn khả năng cũng không đến một phút đồng hồ. Buổi tối, Mai Tuyên gọi điện thoại tới hỏi tình huống, Đỗ Vãn Vãn nhất đáp. Mai Tuyên nói lên lần trước phỏng vấn kia bộ vườn trường kịch. Trương đạo hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi thử vai nữ chính. Đỗ Vãn Vãn cười nói. Mai Di, chúng ta đem mời đẩy đi, được không được nha. Phía trước lần đó, nàng không nghĩ diễn nữ nhị hào, Mai Tuyên niệm nàng hơn một nửa cái nguyệt. Mai Tuyên cân một tiếng, rồi sau đó khuyên bảo nàng. Vãn Vãn, ta nhìn ra được đến ngươi là thật sự thích quay phim, kia vì sao không thử nhân vật chính đâu. Làm ngươi có điểm danh khí, mới có chọn lựa kịch bản cùng nhân vật tư bản, tài năng đạt được gặp được hảo nhân vật cơ hội. Đỗ Vãn Vãn như dĩ vãn bàn cùng nàng đảo tương hồ. Ai nha, biết, lần sau gặp được thích hợp ta sẽ tiếp nha. Cùng Mai Tuyên kết thúc trò chuyện sau, Đỗ Vãn Vãn điểm tiếng di động thông tin lục, do dự muốn hay không liên hệ một chút Thẩm Tư Việt. Không biết, hắn có hay không vì thứ bảy nàng cự tuyệt hắn sự tình tức giận. Do dự gian, tin nhắn vào được. Hôm nay vất vả sao? Gửi thư tín nhân là S. Đỗ Vãn Vãn vui sướng hài lòng hồi tin tức. Không vất vả. Tân tin tức tiến vào, Thẩm Tư Việt. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Đỗ Vãn Vãn. Ngủ ngon. Trong bóng đêm, Thẩm Tư Việt bước vào tinh giang nhất hào tầng cao nhất. Chu thân hôm nay mang theo cái bạn gái, tự mình làm mẫu như thế nào dỗ muội giấy. Hắn khơi màu bạn gái cầm, bên môi xả ra một đạo tà mị tươi cười, Uyển Uyển thích ta sao? Kêu Uyển Uyển nữ nhân kiều mị cười, dùng miệng đưa lên một viên nho. Tọa ở một bên Thẩm Tư Việt nhéo mi tâm, đứng lên xoay người đi ra ngoài, thôi, ta còn là về công ty tăng ca đi. Chu thân vội vàng nói. Ai Việt ca? Chớ đi ngươi còn dỗ không dỗ Đỗ Vãn Vãn. Thẩm Tư Việt bước chân dừng lại, không thể không nề hà ngồi trở lại màu đen bằng da trên sofa. Chu thân nhếch miệng ăn nho, Việt ca này bước thật mấu chốt, ngươi nói trước nàng có thích hay không ngươi không là. Hắn đem nho da phun nhập bạn gái mở ra lòng bàn tay trung, hướng nàng non mềm trên má bẹp hôn một cái, tiếp tục nói. Trước minh xác thích không thích, sau đó cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, là đi. Thẩm Tư Việt khẽ mở môi mỏng. Ta hỏi không được. Hắn trời sinh là cái hành vi quyết đoán nhân, nhưng cố tình ngay tại cùng nàng chuyện có liên quan đến thượng do dự. Sợ hắn đem cả trái tim phủng đến trước mặt nàng, kết quả nàng lại không muốn. Chu Thân Tạp ba hai hạ miệng, thở dài. Ai bảo ngươi đường đường chính chính hỏi. Ngươi muốn dùng biện hộ cho nói phương thức đem có thích hay không cấp mang xuất ra, bầu không khí lãng mạn điểm, thâm tình chân thành điểm. Chu Thân nhất châm kiến huyết chỉ ra. Ngươi hiện tại không là hẳn là tưởng thế nào dỗ nàng, mà là nếu muốn tưởng, thế nào truy nàng. Mọi người không đuổi tới thủ, ngươi dỗ trên trời đi cũng vô dụng a. À. Hắn tạm dừng xuống dưới, nghĩ, cười nói. Nga không đúng, nhân đã là của ngươi. Bất quá đi, ngươi chỉ là chiếm được của nàng nhân, cũng không được đến lòng của nàng. Muốn ta nói, ngươi trước hết đính nhất xe hoa hồng, đưa kịch tổ. Thẩm Tư Việt cầm lấy nhân viên tạp vụ đưa tới whisky, thiển suýt một ngụm, nàng không vui cao điệu. Hắn lại uống một ngụm, không tình nguyện nói. Nhưng, cũng còn chưa có được đến. Chu Thân phát ra một tiếng thật dài than thở, nghẹn cười nói. Việt ca, ngươi là thực gặp hạng A. Thứ ba giữa trưa, thế sạch sẽ một chút ba lạc má hồ lạc lăng kỳ lặng lẽ chuyển tiếng phiến tràng, rất nhanh sẽ tìm được ngồi ở hương chương dưới tàn cây ăn cặp lồng đựng cơm đổ Vãn Vãn. Hắn nhiệt tình hướng nàng chào hỏi. Hắc. Đổ Vãn Vãn nới ra cắn đùi gà miệng, lễ phép cười, hỏi. Ngài là. Lạc Lăng Kỳ rất quen ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, cười nói. Ta là Phi Phàm ca trợ lý. Phi Phàm ca là bản phiến vai nam chính Liêu Phi Phàm. Đỗ Vãn Vãn cười nói. Ngài hảo, ta là diễn nhị tẩu Đỗ Vãn Vãn. Ta biết, ta xem của ngươi diễn, rất không sai. Hắn thân hình gầy cao ngất, mang vài phần mất tinh thần cùng lười nhác. Ta họ Lăng, kem cốc cái kia Lăng, ngươi có thể kêu ta Tiểu Lăng. Đỗ Vãn Vãn loan môi, ngươi thoạt nhìn so với ta đại. Nếu không ngươi kêu ta Đại Lăng đi. Đỗ Vãn Vãn nghĩ, thân cận nói. Ta kêu ngươi lão Lăng đi. Lạc Lăng Kỳ biểu môi, cũng thành. Đỗ Vãn Vãn vừa ăn cơm một bên hỏi hắn. Ngươi đi theo Phi Phàm ca đã bao lâu a? Không bao lâu, gần đoạn thời gian chuyện. Đỗ Vãn Vãn. Ngươi ăn cơm sao? Ăn qua. Vi Đăng Lâm người đại diện vội tới Đỗ Vãn Vãn đưa nước quả, có nhu cầu gì cứ việc cùng ta nói, đều là một cái công ty, cho nhau giúp đỡ. Đỗ Vãn Vãn nói lời cảm tạ. Người đại diện cười nói. Khách khí, hẳn là. Nàng ánh mắt lưu chuyển đến Đỗ Vãn Vãn bên cạnh người Lạc Lăng Kỳ trên người, liếc mắt một cái nhận ra hắn, lập tức nở rộ một cái thật to tươi cười, đang muốn chào hỏi, đã bị đối phương tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc lãnh đạm ánh mắt hải trụ. Đỗ Vãn Vãn ánh mắt trùng hợp dừng ở mâm đựng trái cây thượng, không chú ý tới hai người bọn họ biểu cảm. Người đại diện đi rồi, Lạc Lăng Kỳ thiết nhập chính đề. Ta nghe người ta nói, ngươi không tiếp nữ Lục Hào trong vòng nhân vật. Đỗ Vãn Vãn sửng sốt, ngươi nghe ai nói nha? Nàng thế nào không nhớ rõ bản thân có nói quá? Lạc Lăng Kỳ thay đổi cái hỏi pháp. Ngươi không thích diễn nhân vật chính, phải không? Đỗ Vãn Vãn cười nói. Cũng không phải không thích đi, chính là cảm giác diễn phân thiếu nhân vật, phát huy không gian lớn hơn nữa. Không có nhiều lắm khuôn sáo, không có cố định nguyên nhân hậu quả, ta là có thể bản thân liên tưởng nhân vật sau lưng chuyện xưa, ở biểu diễn lý đem nhân thiết lập đứng lên. Từng cái sắm vai nhân vật, Đỗ Vãn Vãn đều sẽ ở chụp ảnh tiền chuyên môn viết vừa đến hai thiên tiểu truyền. Ta không cho là như vậy. Lạc Lăng Kỳ nhếch miệng cười nói. Diễn phân nhiều nhân vật cũng có rất lớn phát huy không gian, đối với không hợp lý địa phương hoặc là cải tiến đề nghị, ngươi hoàn toàn có thể dẫn đường diễn, biên kịch đề xuất. Bằng không, ngươi sở sức diễn vĩnh viễn chỉ là trong cảm nhận của ngươi nhân vật, mà không là một cái chân chính tươi sống hữu lực nhân vật. Đỗ Vãn Vãn ngẩng đầu, nghiêm cẩn nghe hắn giảng. Lạc Lăng Kỳ. Theo ta, của ngươi hành vi là một loại trốn tránh. Ngươi không có cách nào thoát ly tự mình tưởng tượng, đi sáng tạo, tiến vào một cái nhân vật. Đây là kiện thật đáng tiếc sự tình, bảo thủ diễn viên khó có thể trưởng thành. Đỗ Vãn Vãn im lặng, buông xuống mâm đựng trái cây, lâm vào trầm tư trung. Lạc Lăng Kỳ xem nàng liếc mắt một cái, phát giác bản thân ngữ khí quá mức nghiêm túc, vì thế hòa dịu nói. Ta nói chuyện không tốt lắm nghe, ngươi đừng để ý. Đỗ Vãn Vãn lắc đầu, nhàn nhạt cười nói. Không có, ngươi nói đúng. Ta đây đều là bậy bạ, ngươi nguyện ý nghe chợt nghe, không đồng ý nghe coi ta như thúi lắm a. À. Lạc Lăng Kỳ hai tay chẫm cái ót, cùng nàng tán gẫu khởi trong lòng nói. Ta cảm thấy đi, nhân vật cùng diễn viên hẳn là bỉ thành tựu này. Một cái diễn viên nếu không có phong phú văn hóa nội tình cùng chìm nổi thế sự nhấp nhô trải qua, của hắn độ dày sẽ không đủ rộng lớn, cho dù kỹ thuật diễn dù cho, diễn một ít hậu tích bạc phát nhân vật, tóm lại thiếu hai phân lực nói. Đỗ Vãn Vãn cho rằng hắn nói được thật có đạo lý, phụ họa gật gật đầu. Lạc Lăng Kỳ tiếp tục nói. Đồng dạng, có cũng đủ trải qua diễn viên, thường thường vô pháp diễn tốt chút thiệt thế không sâu nhân vật. Theo lịch lãm phong sương cùng kinh nghiệm, nhưng trong ánh mắt gì đó hội biến hóa, đây là dù cho kỹ thuật diễn cũng khó lấy che giấu. Đỗ Vãn Vãn chống má, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta thích hợp diễn cái gì nhân vật? Lạc Lăng Kỳ mặt không đổi sắc. Ngực đại ngốc nghếch ngốc bạch ngọt. Đỗ Vãn Vãn. Thật có lỗi. Lạc Lăng Kỳ sửa lời nói. Hẳn là vô ngực ngốc nghếch ngốc bạch ngọt. Đỗ Vãn Vãn. Thật muốn một cước đạp chết trước mắt người này. Ai, ta phát hiện ngươi bộ dạng có chút quen mặt a. À. Đỗ Vãn Vãn để sát vào một điểm, ánh mắt theo hắn rộng lớn mi mày luôn luôn đánh giá đến đường cong rõ ràng cằm. Lạc Lăng Kỳ bình tĩnh nói. Ngươi đây đều nhận không ra. Mọi người đều nói ta lớn lên giống Ngô Ngạn Tổ. Đỗ Vãn Vãn tọa hồi nguyên vị, Phong Khinh Vân đạm nói. Ngươi bộ dạng có chút giống ta nam thần. Nhưng không có hắn đẹp mắt. Lạc Lăng Kỳ gợi lên cười, nga. Ngươi nam thần là một cái bá đạo tổng tài. Lạc Lăng Kỳ chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Của hắn chức nghiệp là tổng tài. Ngươi nam thần sẽ không có thể là cái thanh niên đạo diễn sao? Đỗ Vãn Vãn gật đầu, đúng, hào môn lão nam nhân, nhanh đến 30 tuổi. Phía trước tu tập bá đạo tổng tài văn trung có nhất thiên vừa đúng chính là 6 tuổi tuổi kém, nam chính 30 tuổi, nữ chính 24 tuổi. Đỗ Vãn Vãn cho rằng 30 tuổi vô luận đối với nam tính vẫn là nữ tính mà nói, cũng không có thể tính lão, rõ ràng chính trực tráng niên. Nhưng là đi, dùng tổng tài văn lý hào môn lão nam nhân đến hình dung thẩm tư Việt Đỗ cũng không tệ, rất có ý tứ. Tháng trước vừa qua khỏi hoàng 30 tuổi sinh nhật Lạc Lăng Kỳ. Đầu năm nay 30 tuổi chính là lão nam nhân. Hắn như trước chưa từ bỏ ý định, truy vấn. Ngươi xác định hắn còn chưa tới 30 tuổi. Đỗ Vãn Vãn hồ nghi xem xét hắn, ngươi có vẻ đối ta nam thần thật cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng gả nhập hào môn? Lạc Lăng Kỳ buông tha cho cùng nàng khơi thông, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn nhanh sau răng cấm. Đỗ Vãn Vãn thấy hắn trốn vào một bộ người rảnh rỗi chớ quấy rầy hình thức, nhất thời nổi lên hưng trí. Nàng trảo trảo đen sẫm mềm mại tóc dài, ngữ khí đau thương hỏi. Ngươi có phải không phải đặc biệt khinh thường ta đây loại một lòng một dạ gả nhập hào môn nữ diễn viên? Nàng khởi động đầu, tịnh bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên con mắt sáng vi ngưng, mày đẹp mắt gian toát ra nùng vân sầu sương bàn bi thương. Lạc Lăng Kỳ liễm mâu, cười nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn tốt lắm, rõ ràng có thể dựa vào chính mình. Ta đương nhiên muốn dựa vào chính mình. Trong khoảnh khắc, Đỗ Vãn Vãn con mắt sáng loan thành trăng non, cười dài mà nói. Ta sẽ dựa vào chính mình nỗ lực gả nhập hào môn. Tác giả có chuyện muốn nói. Lần đầu tiên luyến ái thẩm tư Việt. Tuy rằng ta có như vậy một chút hội liêu, nhưng sẽ không yêu đương làm sao bây giờ quy a quy. Ấn đầu phân đội nhỏ. Liêu là được rồi, cảm ơn. Lạc Lăng Kỳ xuất hiện là có nguyên nhân, nhưng là làm một cái không có gì tồn tại cảm nam nhị, hắn tạm thời lo gút ngài hảo hữu thẩm tư Việt lo dinh yên. Vãn Vãn muốn tiếp diễn chủ yếu nhân vật diễn phân ô vô.